Độc cô nhạn bị 10 cái thần du đỉnh phong vây quanh, bất quá giờ phút này đều không động được, nàng nhìn thấy giang giật mà đến, trên mặt lập tức thanh bạch đan sen, nàng không có cách nào mở miệng, lại cổ vũ sĩ khí khí lực của toàn thân truyền âm nói, giang giật đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta là hiếm thấy linh mị chi thể, là tốt nhất song nghỉ đỉnh lô, ta, của ta nơi đó còn là thập đại danh khí. Danh khí ngươi mã lạc qua bích, giang giật nổi giận đại hống, hai tay đột nhiên đánh ra, đem phía trước triệt để biến thành một mảnh biển lửa. chương 509, xin đừng nên là ta bi thương. Đem võ điện mấy ngàn người toàn bộ đốt xiết về sau, giang giật thần thức một lần một lần tại trong võ điện đảo qua, xác định không có bất kỳ người nào về sau, hắn mới bắn ngược trở về, đem giang tiểu nô bọn người chứa vào càn khôn điện bên trong, lúc này mới vỗ mặt đất bắn ra. Mọi người cũng không có thụ thương, chỉ là phục một loại đan dược, để các nàng toàn thân bất lực, không thể vận dụng nguyên lực thôi các loại chờ đan dược này dược lực tiêu tán tự nhiên là khôi phục ầm ầm bay ra phía ngoài cung điện giang giật trở tay bổ ra mấy kiếm mỗi một kiếm cũng bay bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long đem sau lưng nguy nga võ điện san thành bình địa hưu thần trí của hắn hướng phương nam sơn cốc dưới mặt đất quét tới rất nhanh phát hiện hai cái như giang biệt ly nói tới mục tiêu hắn thân thể một cái thuấn di đi phía nam dùng tay gỡ ra mặt đất móc ra hai cái sinh động như thật mục tiêu còn có một cái cổ thần nguyên giới hai cái mục điêu một lớn một nhỏ phía trên đều là điêu khắc một người một cái xinh đẹp làm lòng người say nữ tử y phiêu phiêu giang biệt ly điêu khắc trình độ rất không tệ hắn hai cái này mục điêu cùng tinh vẫn đảo cái kia bạch ngọc pho tượng đồng dạng sinh động tựa như hai cái chân nhân giang giật còn có thể nhìn thấy pho tượng trên mặt khóe miệng nhàn nhạt cười tiểu nhân là đưa cho ngươi giống như ngươi có thể tìm tới mẫu thân đem lớn mục điêu chuyển giao cho nàng hồi tưởng lại giang biệt ly Giang giật minh bạch pho tượng kia khẳng định cùng lúc trước y phiêu phiêu lưu lại bạch ngọc pho tượng, bên trong có một đoạn huyễn tượng, là Giang biệt ly lưu cho hắn. Hắn có chút không dám phóng thích nguyên lực luyện hóa pho tượng kia, bởi vì một khi luyện hóa, Giang biệt ly lưu lại huyến tượng sẽ vĩnh viễn biến mất. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn thả ra nguyên lực chậm rãi bao lũng toàn bộ tiểu mục điêu. Quả nhiên, mục điêu một đạo bạch quang hiện lên, Giang giật trước mắt thế giới biến dạng, trở nên đen kịt một màu, một cái hư ảnh cũng chậm rãi ngưng kết, Thình lình đúng là Giang Biệt Ly. Giang giật, Giang Biệt Ly khóe miệng đều là cười nhạt ý, tự mình nói ra, làm ngươi nhìn thấy cái này huyễn tượng lúc, nói rõ ta đã chết rồi, xin đừng nên bi thương, bởi vì ta người phụ thân này làm quá không xứng chức, không đáng giá ngươi bi thương. Của ta đời này làm rất nhiều đúng sự tình, tỉ như năm đó gặp được mẫu thân ngươi, ta liều lĩnh yêu nàng, theo đuổi nàng, cùng nàng yêu nhau mến nhau, ta cho rằng đây là ta làm nhất đúng một sự kiện. Đương nhiên, ta cũng làm rất nhiều chuyện sai tỉ như năm đó đâm mẹ ngươi một kiếm, cùng nàng chờ mặt thành thù, sau đó cũng không có đi vãn hồi, không có đi nghe ngóng ngươi tồn tại, để ngươi từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa lớn lên. Hôm nay ta nói những này, cũng không phải là hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta, chỉ là muốn đem chuyện năm đó nói một chút, chỉ thế thôi. Ta sinh ra ở Trấn Tây Vương Phủ, xếp hạng lão nhị, mặt trên còn có một người ca ca, chắc hẳn ngươi hẳn là nghe nói. Ta từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng liền là tận tâm phụ tá thần võ quốc, giúp thần võ quốc chấn hưng, sở dĩ ta từ nhỏ nguyện vọng cái kia chính là làm vạn cổ đệ nhất thần, giúp thần võ quốc nhất thống thiên hạ, để giang gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc, ta cũng một mực tại vì thế phấn đấu. Mẫu thân người biết được ta cái này hồng viễn, một lòng giúp ta, trợ giúp ta lập xuống rất nhiều công lao hãn mã. Đáng tiếc bởi vì ta là con thứ, ra ra người quyết định đem vương vị cùng gia chủ chi vị truyền cho ngươi đại bá, nghe được tin tức này, mẫu thân ngươi giận dữ, cầm kiếm giết đại bá của ngươi, đưa ngươi ra ra tức giận đến thổ huyết. Chờ ta biết được tin tức này, ta cả người đều mộng, ta một mực là cái con người trí hiếu, cũng giữ nghiêm lễ pháp, mẫu thân người cách làm đã vượt ra khỏi của ta danh giới cuối cùng, sở dĩ ta nổi giận đùng đùng tìm tới mẫu thân người chất vấn. Kết quả không cần nói cũng biết, mẫu thân người một lòng vì ta, lại bị ta chất vấn giận mắng, lúc ấy cũng tức bất tỉnh, tăng thêm nàng tính cách thịnh vượng, hai người chúng ta bạo phát kịch liệt xung đột. Ta để nàng đi tìm người ra ra quỳ xuống xin lỗi thỉnh tội, nàng lại chết cũng không đi, cầm kiếm muốn ta đâm chết nàng, cuối cùng ta tức giận bất quá đâm nàng một kiếm. Tại đâm vào một kiếm kia thời điểm, ta cảm nhận được nội tâm của nàng tuyệt vọng, ta cũng biết đời này ta cùng nàng duyên phận tuyệt. Nàng mang theo tổn thương đi xa thiên nhai, mà lúc đó ra ra ngươi bị tức đến ốm đau không tầm thường, gia tộc bởi vì mẫu thân ngươi giết đại bá của ngươi, hỗn loạn tương bừng. Tăng thêm mẫu thân ngươi những năm gần đây đắc tội không ít người, sở dĩ liên hợp vụng trộm làm mưa làm gió, còn để vương thất hạ đạt lệnh truy sát, đem mẹ ngươi định vì nghịch tặc, cả nước truy sát. Lúc ấy giang ra gia loạn trong giặc ngoài, ta cũng không đoái hoài tới mẹ ngươi, chỉ có thể trước ổn định gia tộc. Đằng sau gia gia của ta chết bệnh, ta kế nhiệm trấn Tây Vương chi vị, bởi vì gia gia ngươi là bị mẫu thân ngươi tươi sống tức chết, sở dĩ ta vốn có tâm tìm nàng, nhưng trở ngại đủ loại cuối cùng không có phái người, mà lại ta không biết tìm tới nàng, lại làm như thế nào đối mặt nàng năm thứ hai, ta đem trấn Tây Thành đổi thành Giang Y Thành, kỳ thật ta chính là muốn cho mẫu thân ngươi biết rõ, ta còn yêu tha thiết nàng. Đáng tiếc, ba năm sau Giang Vân Hải tới, mang đến mẫu thân người tự tay viết thư, mẫu thân người nói nàng trở về cố hương. Giang Vân Hải cũng không có nói cho ta người tồn tại, sở dĩ ta cũng chỉ có thể đem đối mẫu thân người tưởng niệm nén ở trong lòng, đè ép liền là vài chục năm, thẳng đến người xuất hiện. Đối với người xuất hiện, ta cũng ngoài ý muốn, cũng rất mừng rỡ. Lúc ấy ta vốn nên tự mình đi qua, nhưng trở ngại mặt mũi, cùng mẫu thân người cố ý giấu giếm người tồn tại, để cho ta có chút không thoải mái, sở dĩ ta chỉ là để giang nhân đồ điều ba vạn đại quân đi vạn long cốc. Đằng sau ngươi cự tuyệt trở về, để cho ta cảm giác thật mất mặt, sở dĩ bỏ mặc để ngươi tiếp tục bên ngoài phiêu linh, cũng đem ngươi tâm làm cho bị thương. Ta một mực là cái rất tự ngạo người, bị ra ra ngươi ảnh hưởng, rất lễ trọng pháp. Sở dĩ nội tâm ta rất muốn tự mình đi tìm ngươi, xin lỗi ngươi, những năm này không có chiếu cố thật tốt ngươi, lại khỏi bị mất mặt, sở dĩ hết lần này đến lần khác bỏ mất cơ hội, cũng làm cho ngươi đối ta càng ngày càng oán hận. Người bị hạ vô hối đoạt chấn hồn thảo, lúc ấy ta thật rất xoắn suýt, nghĩ ra mặt là hạ đình uy đòi hỏi, đáng tiếc cuối cùng ta không có kéo xuống cái mặt này. Ta cũng không nghĩ tới ngươi làm như thế chi tuyệt, thoáng cái mưu phản thần võ quốc, tập sát đón dâu đại quân, làm cho cả thần võ quốc chấn động, lần kia ta lại làm một cái phi thường sai lầm tuyệt đối, đem ngươi trục xuất thần võ quốc. Ta vẫn muốn làm vạn cổ đệ nhất thần, giang ra thế hệ hiệu trung thần võ quốc, sở dĩ ta phải biết ngươi làm phản tin tức, nhất thời khó có thể tiếp nhận, cũng giận tím mặt. Còn có khi đó ta đã sớm biết Hạ Đình Uy sớm đột phá kim cương cảnh, nếu như ta không tỏ thái độ, toàn bộ Giang gia nói không chừng liền muốn hôi phi yên diệt, sở dĩ ta ngoan tâm đem ngươi trục xuất Giang gia, ta biết một lần kia triệt để đem ngươi tâm triệt để đả thương. Về sau Hạ Đình Uy lần lượt đối phó ngươi, mỗi lần ta đều biết, trong lòng ta rất là xoắn xuýt, rất thống khổ. Một phương diện muốn đi giúp ngươi, một phương diện lại sợ liên lụy toàn bộ Giang gia, thế là lần lượt ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chịu khổ còn tốt ngươi lần lượt biến nguy thành an sáng tạo ra từng cái kỳ thích con của ta ta vì ngươi kiêu ngạo ta cũng nghiêm túc tỉnh lại chính mình ta giang biệt ly tự nhận anh hùng một thế đến giờ phút này ta mới hiểu được ta tính là gì anh hùng nhiều nhất chỉ là một tên hèn nhát một cái không dám yêu không dám hận nhìn xem nữ nhân mình yêu thích đi xa thiên nhai nhìn con mình chịu khổ gặp nạn hèn nhát sở dĩ xin đừng là ta bi thương ta chỉ muốn cuối cùng vì ngươi làm một chút việc tận một cái phụ thân hẳn là tận trách nhiệm cũng nghĩ đền bù một chút đối người ấy náy. Giang gia ta đã an trí tại một cái hải ngoại đảo hoang, người không cần đi quản bọn họ. Nếu như ta còn có tàn thi lưu lại, xin đem ta táng tại tinh vẫn đảo, nơi đó là ta và người mẫu thân quen biết yêu nhau địa phương. Tạm biệt, con của ta, ta biết mẫu thân người không chết, giống như người có thể tìm tới nàng, xin chuyển cáo nàng, nàng vĩnh viễn là ta thích nhất nữ nhân. Huyến tưởng chậm rãi biến mất, Giang giật cũng thống khổ nhắm mắt lại, trong lúc vô tình hắn đã lệ rơi đầy mặt chương 510, trọng chỉnh non sông, tái chiến giang hồ. Hưu, đại lục cực bắc, một cái trên vách đá, một cái cự thú bay đi lên, giang giật thân thể xếp bằng ở nhai tí thú bên trên, một mặt mê mang. Độc cô cứu chết rồi, đại lục võ điện tổng điện bị hắn hủy đi, hắn hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng còn có rất nhiều chuyện không hiểu, tỷ như Giang Biệt Ly là thế nào trà trộn vào U Minh Cửu Huyên làm sao phá giải thiên cơ đại trận tỷ như cơ thính vũ như thế nào tại hắn sát lục chân ý chân áp phía dưới đào tàu tỷ như phải trăng cùng độc cô cửu nói tới như vậy, võ điện nửa tháng sau thật lại phái hai tên thiên quân sứ giả đến đây. Hắn không biết, hắn giờ phút này cũng rất là mê mang, tô như tuyết bị cơ thính vũ mang đi, càng làm cho cả người hắn đầu đều mê man, tại nhai tí thú hỏi hắn phải trăng hồi trở lại thiên tinh thành lúc, hắn có chút không biết làm sao. Đi trước tinh vẫn đảo, hắn sừng sốt một lát, nhớ tới Giang Biệt Ly di ngôn, hắn quyết định đi trước tinh vẫn đảo một chuyến, Giang Biệt Ly chỉ còn lại một cái tay, hắn chỉ có thể đem cái tay này táng tại tinh vẫn đảo, cũng coi như tuân theo hắn di trí, đi tinh vẫn đảo cũng có thể nghe Thủy U Lan ý kiến. Nhai tí hóa thú là một đạo lưu quang nhắm hướng đông bên cạnh cấp tốc bay đi, Giang giật nuốt hai cái thuốc chữa thương, nằm tại nhai tí thú trên lưng ngẩn người, suy nghĩ lung tung. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bất chi bất giác nặng nề thiếp đi. Hắn mặc dù thắng, nhưng Giang Biệt Ly chết đi, Tô Như Tuyết bị mang đi, để tâm hắn lực lao lực quá độ, trong lòng cũng khổ không thể tả, tăng thêm hắn bị trọng thương, đổ máu quá nhiều, thân thể cũng rất là suy yếu. Nhai tí thú bay rất bình ổn, một đường cũng không có gặp được nguy hiểm gì, chỉ là một ngày rưỡi thời gian tựu xuất hải, mà Giang giật giờ phút này vẫn còn đang say rất nồng. Tinh vẫn đảo tại đại lục phía đông bắc, khoảng cách U Minh Cửu Uyên không tính quá xa, xuất hải sau hai ngày rưỡi thời gian, tinh vẫn đảo đã thấy ở xa xa, mà giang giật nhưng vẫn là ngủ say giang giật tinh vẫn đảo đến nhai tí thú một tiếng quát khẽ đem giang giật giật mình tỉnh lại bốn ngày bốn đêm ngủ say để hắn tinh lực cùng thể lực đều khôi phục được không tệ hắn dò xét thoáng cái thương thế trên đùi đứt gãy xương cốt miến cưỡng khép lại bất quá hành tẩu còn có chút khó khăn tiến vào đi hắn thở phào một hơi cưỡng ép chấn tác tinh thần thần thức hướng càn khôn điện bên trong quét qua phát hiện giang tiểu nô bọn người trong thân thể dược lực mặc dù tiêu hao không sai biệt lắm nhưng vẫn là toàn thân bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Hưu, còn không có tiến vào tinh vẫn đảo, một đạo thân ảnh màu trắng tự từ phía dưới cao nhất một tòa cung điện bên trong bắn ra, giang giật quét qua miễn cưỡng cười một tiếng, ngoài miệng còn có tụ huyết, nụ cười này nhìn rất là xấu xí. Giang giật, người đi u minh cửu huyên, Thủy U Lan vừa lên đến tự truyền âm nói, gặp giang giật nhẹ gật đầu, nàng đầy mắt khẩn trương bốn phía quét qua, lúc này mới truyền âm nói, đừng nói nhiều như vậy, trước đi theo ta. Thủy U Lan bay vụt mà đến, một tay sách theo giang giật hướng phía dưới bay đi, để lại một câu nói cho nhai tí thú, nhai tí thú, người trước tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Xoạt, giang giật đến sớm kinh động đến thủy nguyệt quan người, phía dưới một mảnh xôn xao, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía giang giật đều là khâm phục cùng kinh ý. Thủy nguyệt quan mặc dù không có xuất chiến, nhưng chuyện ngoại giới lại một mực rõ như lòng bàn tay, giang giật tại thiên tinh thành đại chiến sự tình truyền về về sau, càng là gây nên cực lớn oanh động. Thủy U Lan đem Giang Giật mang vào thông thiên các, còn phái người cho hắn trên đùi đắp lên đặc chế dược thảo, đưa lên đồ ăn. Các loại chờ Giang Giật hảo hảo ăn một bữa, Thủy U Lan lúc này mới vẫy lui hạ nhân nói, Giang Giật, đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói tiếng thật có lỗi, ngươi cùng võ điện xung đột ta cũng không có cho viện thủ, cũng không phải là ta không niệm phiêu phiêu tiểu thư năm đó tình cũ, ta dù sao không phải một người, ta muốn vì Thủy Nguyệt quan mấy vạn con em cân nhắc. Ừm, ta có thể hiểu được, ta cũng không trách ngươi, Giang giật nhẹ gật đầu, võ điện như thế cường đại, Thủy U Lan hiển nhiên cũng là biết rõ một chút nội tình, nàng lòng có kiên kỵ, cái này cũng bình thường, giúp người cũng không thể đem chính mình nhất tộc cho góp đi vào đi. Thủy U Lan đắng chát cười một tiếng, lập tức đầy mắt khẩn trương hỏi, người đoạn thời gian trước phái người hỏi ta võ điện tổng điện tin tức, kỳ thật ta cũng không phải là không muốn nói cho người biết. Chỉ là ta cảm giác U Minh Cửu Uyên bên trong rất là nguy hiểm, sở dĩ ta không muốn ngươi đi vào, lại không nghĩ rằng người vẫn là tìm đi, ngươi là thế nào phát hiện còn có người đem độc cô cửu giết đi. Giang giật sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống, trầm giọng nói ra, Giang Biệt Ly nói cho ta biết, không bằng hắn vì cứu ta chết rồi, võ điện người đều bị ta giết, đáng tiếc cơ thính vỗ trốn. Giang giật sẽ tại U Minh Cửu Huyên sự tình giải thích một lần, còn đem độc cô cửu nói tới nói cho Thủy U Lan, lúc này mới dò hỏi, Thủy quan chủ, võ điện thật như độc cô cửu nói tới như vậy cường đại sao. Đúng, Thủy U Lan một mặt ngưng trọng, nàng đột nhiên bắt đầu trầm mặc, nghĩ đến trọn vẹn nửa nén hương thời gian mới nói ra, độc cô cửu nói không sai, võ điện đích thật là thế giới này vua không ngai, những sự tình này vẫn là. Mẫu thân ngươi nói cho ta biết, độc cô cửu hẳn là sẽ không nói dối, nửa tháng về sau, khẳng định lại có hai cái thiên quân sứ giả giáng lâm, giang giật, người nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Làm sao bây giờ, giang giật mê mang, thiên quân cường giả hắn là vạn vạn không đối kháng được, lưu lại lời nói, hắn chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người muốn chết. Thủy U Lan nhìn thấy Giang Giật rất là tinh thần sa sút lông mày một đám, quát khẽ, Giang Giật, thời gian cấp bách, người còn như thế tinh thần sa sút này lại hại chết tất cả mọi người. Người chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất mang theo thân nhân của người bằng hiếu, tìm kiếm một cái ẩn nấp hải đảo, ẩn cư một thế, rốt cuộc biệt suốt đại lục. Thứ hai, đi sông sáo thế giới bên ngoài, bất quá con đường này ngươi rất có thể hội cử tử nhất sinh, võ điện cũng tuyệt đối sẽ không buông thang ngươi. Tóm lại, thiên tinh đại lục ngươi không thể ở nữa. A à, Giang giật vuốt vuốt mặt, trầm mặc xuống, tinh tế phân tích Thủy U Lan. Thủy U Lan trong mắt đột nhiên lộ ra một tia lăng lệ, ngưng âm thanh nói ra: Giang giật, cá nhân ta đề nghị ngươi ra ngoài sông sáu, ngươi còn trẻ, ngươi còn có rộng rãi tiền đồ, chỉ cần ngươi ra ngoài nghĩ biện pháp tìm kiếm Khốn Long Thảo, ngươi vẫn như cũ có thể quật khởi. Thế giới bên ngoài mặc dù đại, mặc dù hung hiểm, nhưng ngươi hao tốn không đến thời gian 3 năm, tựu sừng sững tại Thiên Tinh Đại Lục tri đỉnh ta tin tưởng về sau ngươi đồng dạng có thể đứng ở toàn bộ thiên tinh giới tri đình, chẳng lẽ ngươi không muốn nghĩ cách cứu viện tô như tuyết chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm ngươi mẫu thân chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù. Mẫu thân như tuyết báo thù, Giang giật đầu đột nhiên nâng lên, lúc đầu ảm đạm tối tăm con ngươi, thoáng cái tinh mang bắn ra bốn phía. Đúng vậy a, à, hắn mới 18 tuổi, hắn dùng thời gian 3 năm tựu đứng ở thiên tinh đại lục chi đỉnh, hắn cũng không phải là không có có cơ hội đối kháng cường đại võ điện chỉ cần cho hắn tìm tới khốn long thảo, đem luyện hỏng thể chất điều chỉnh xong, hắn lại tu luyện 10 năm 20 năm, thậm chí cả đời thời gian, chưa hẳn không có, có cơ hội đột phá thiên quân cảnh, hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Bởi vì Giang Biệt Ly chết, còn có biết được võ điện như thế cường đại, hắn nguyên bản trở nên tinh thần xa sút tâm, thoáng cái phấn chấn, lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Tìm kiếm một cái tiểu hải đảo, mang theo Giang Tiểu Nô Giang Vân Hải chiến vô song bọn người ẩn cư cả một đời như một con chó, mai danh ẩn tích, dấu đầu giấu đuôi, cả một đời tại thấp thỏm lo âu ấy náy bên trong vượt qua. Đây không phải là hắn muốn sinh hoạt, hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng thấp giọng nói ra, như tuyết, chờ ta. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới khốn long thảo, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Phó điện, ngươi mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần ta giang giật không chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem ngươi nhổ tận gốc, để các ngươi hôi phi yên diệt. Trường 511, Khốn Long xuất hải đã quyết định đi sông sáo thế giới bên ngoài, đầu hắn cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, an bài hậu sự. Kia hai cái thiên quân sứ giả chẳng mấy chốc sẽ đến, chờ bọn hắn tới, nhìn thấy võ điện bị diệt, khẳng định cũng sẽ giận dữ không thôi, nếu là tìm không thấy hắn, rất có thể hội giận cho đánh mèo thủ hạ của hắn cùng người thân, những người này nhất định phải hào hảo gian xếp. Mang theo bọn hắn đi, vậy hiển nhiên không thực tế, chuyến đi này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, hắn nói không chừng ở nửa đường liền sẽ vẫn lạc, hắn chết một lần, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Đã như vậy, chỉ có thể đem bọn hắn giàn xếp tại một cái ẩn nấp hải đảo, hải đảo này còn không thể rời đi đại lục quá gần, vậy sẽ rất dễ dàng bị người phát hiện. Giang giật, Thủy U Lan tựa hồ xem thấu Giang giật lo nghĩ, mở miệng nói, những năm này ta phát hiện hai cái bảo địa, vốn chuẩn bị làm Thủy Nguyệt Quan dự bị tị nạn chi địa. Có thể cho ngươi một cái, trong đó một cái ngay tại tinh vẫn đảo phía nam mấy chục vạn lý, nơi đó có một cái tự nhiên huyễn cảnh, người bình thường coi như tới gần, không hiểu phá trận, cũng tuyệt đối tìm không thấy, cái kia hải đảo không tính quá lớn, ngược lại là cũng có thể nhẹ nhõm dung hạ mấy chục vạn người. Đa tạ thủy quan chủ, Giang giật thương thế còn chưa lành, không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể chắp tay vái chào nói lời cảm tạ. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, lập tức để thủy U Lan dẫn hắn đi thăm dò xem cái kia hải đảo. Thủy U Lan tốc độ quá nhanh, chỉ là một canh giờ tự vượt ngang mấy chục vạn lý, làm nàng dừng thân lúc, Giang giật mờ mịt hướng quét mắt nhìn bốn phía, còn cần thần thức dò xét thoáng cái, cũng không có bất luận phát hiện gì. Ha ha, Thủy U Lan cười nhạt một tiếng, trong tay sáng lên một đạo lam sắc quang mang, tiện tay hướng phía trước đánh ra một đạo lưu quang, cảnh sát chung quanh lại lặng yên cải biến, 10 cái hải đảo đột ngột ra phía trước. Cái này 18 cái hải đảo chỗ phương vị rất kỳ lạ, mà lại sở hữu hải đảo bên trong còn có đại lượng lân thạch, có thể tản mát ra đặc biệt không gian ba động, tạo thành nơi này xuất hiện một cái kỳ lạ huyến trận của ta một người đệ tử trong lúc vô tình tại phụ cận biến mất, ta mới tinh tế dò xét, phát hiện những này hải đảo. Thủy U Lan mang theo giang giật hướng phía dưới bay đi, một đường giải nói ra, nơi này là tự nhiên đại trận, sở dĩ không có cấm chế không gian ba động, cho dù có cường giả thần thức chỗ qua, cũng sẽ không phát hiện, sở dĩ nơi này là an toàn nhất địa phương. Thú triều vừa qua khỏi, tại cái này ẩn cư, chỉ ít lần tiếp theo thú triều trước, nơi này là tuyệt đối an toàn. Giang giật nhẹ gật đầu, bốn phía 17 hải đảo rất nhỏ, nhưng ở giữa biển cả đảo rất lớn, phía trên hoa cỏ cây cối khắp nơi trên đất, trong núi sâu còn có một số tiểu dã thú, an trí 10 vạn người hoàn toàn chính xác nhẹ nhóm. Xác định cái này hải đảo là không sai nơi an thân, Giang giật cùng Thủy U Lan trở về tinh vẫn đảo, đem Giang tiểu nô bọn người theo càn khôn điện bên trong phóng suất để mọi người tại tinh vẫn đảo ở lại nghỉ ngơi, hắn một người cưỡi truyền tống trận đi Bắc Lương Quốc. Giang nhân đồ đám người cũng không có công kích Bắc Lương Quốc cùng Bắc Mãng Quốc, sở dĩ Bắc Lương quốc đông bộ đại thành Lương Thành bên trong vẫn như cũ như lúc ban đầu, bất quá thành nội con dân đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ai cũng không biết Giang Giật khi nào hội xua quân đi về đông, đem Bắc Lương quốc hủy diệt. Ông, Giang Giật thân ảnh tại Lương Thành trong truyền tống trận sau khi xuất hiện, toàn bộ thành trì vì đó chấn động, bởi vì hắn vừa xuất hiện về sau, lập tức thả ra sát lục chân ý, đem toàn thành đều bao phủ đi vào. Sát lục chân ý duy nhất cái này một nhà, trên quảng trường rất nhiều võ giả con dân nhìn thấy giang giật kia máu me đầy đầu đỏ tóc kia một đôi huyết hồng con ngươi trên mặt lập tức đều là vẻ tuyệt vọng giang giật nếu là động thủ toàn bộ lương thành sẽ chó gà không tha cũng may giang giật thời gian rất gấp hắn không có thời gian giết người thần thức quét qua thân thể tự biến mất tại nguyên chỗ vù vù liên tục thuấn di giang giật thuấn di ra ngoài vạn lý về sau gọi ra nhai tí thú toàn lực hướng thiên tinh thành bay đi cái gì rút lui đi hải ngoại đảo hoang năm ngày sau thiên tinh thành đông thành bên trong một cái trong đại việt vân thiên kinh ngân hoa bà bà chiến nhất minh giang nhân đồ tiền quỹ tề viện trưởng lư lão tướng quân bọn người hội tụ một đường nghe được giang giật toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên thủy u lan vận dụng đưa tin mật trận phân biệt đưa tin cho vân thiên kinh tề viện trưởng chiến nhất minh bọn người để bọn hắn riêng phần mình mang theo bản thân tộc nhân truyền tống tới thiên tinh thành giang giật có đại sự thương lượng tề viện trưởng một người tới vân thiên kình cũng không có mang tộc nhân đến chiến nhất minh cùng tiền quỹ cũng làm cho tộc nhân truyền tống tới thiên tinh thành. Bọn hắn đều không nghĩ ra, vì sao giờ phút này thế cục tốt như vậy, Giang giật mắt thấy là phải nhất thống đại lục, thành lập một cái mới hoàng triều, lại muốn mọi người cả tộc thoát đi. Giang giật khe khẽ thở dài, giải thích nói ta tìm được võ điện tổng điện, đánh chết độc cô cừu, bất quá cái này tổng điện chỉ là võ điện phân điện, võ điện thực lực quá cường đại, trải rộng toàn bộ thế giới, bên ngoài còn có vô số đại lục đều có bọn hắn phân điện, bọn hắn có vô số cường giả, thiên quân cường giả ít nhất có mấy trăm người. Một tháng nhiều tháng về sau, sẽ hai tên thiên quân sứ giả giá lâm, các người nếu là không trốn, đem rất có thể bị. Liên lụy, ta tìm tới một cái vô cùng tốt địa phương, có thể để các người thế hệ ẩn cư. Đem các người sắp xếp cẩn thận về sau, ta sẽ đi sông sáo thế giới bên ngoài, nếu là ta giang giật có một ngày có thể quật khởi, diệt võ điện, ta định không phụ các ngươi là đi hay ở, các ngươi quyết định đi. Mặt của mọi người sắc thoáng cái ngưng trọng lên, đại sự như thế giang giật sẽ không đùa giỡn, hai cái thiên quân cường giả, mọi người cũng căn bản không có cách nào chống lại. Bất quá để bọn hắn thoáng cái từ bỏ quyền lực trong tay cùng đại lục phồn hoa, đi hải đảo ẩn cư, rất nhiều người có chút khó có thể tiếp nhận. Vân Thiên Kình trầm ngâm một hồi, cái thứ nhất mở miệng, quốc sư, ta không thể đi, ta vừa đi không cách nào cho huyền thiên quốc con dân bàn giao. Ta sẽ an bài một chút vân ra con em tiềm ẩn, lưu lại hỏa trùng, mà lại ta nghĩ coi như hai tên thiên quân tới, cũng không nhất định hội loạn giết, chúng ta cũng không phải là nhất định sẽ chết. Chúng ta cũng không đi, tề viện trưởng cắn răng nói, linh thú sơn tồn tại vạn năm, viện trưởng đã muốn ra ngoài sông sáo, chúng ta chỉ có thể cố gắng bốc lên gánh nặng. Đương nhiên chúng ta hội tạm thời phân phát học viên, nếu có thể ở lần này còn sống sót, chúng ta lại nghĩ biện pháp trọng trấn học viện. Chiến nhất minh cùng tiền quỹ liếc nhau, cái sau nhếch miệng cười nói, giang giật, người đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta, để vạn quán cùng vô song đi theo ngươi đi chính là hai chúng ta tộc có thể phụ tá thiên kình quốc chủ nhất thống đại lục coi như kia hai tên thiên quân tới chúng ta cũng có thể chu toàn nghĩ diệt hai chúng ta tộc trừ phi cái này hai tên thiên quân đem đại lục tất cả mọi người giết sạch nếu không hắc hắc chiến nhất minh cũng nhẹ gật đầu cái này mắt thấy là phải nhất thống đại lục để cho hai người từ bỏ tốt đẹp như vậy non sông bọn hắn hiển nhiên sẽ không đồng ý giống như sợ bị liên lụy bọn hắn có thể ẩn tàng phía sau màn tương gia tộc tử đệ núp trong bóng tối, cái này hai tên thiên quân cường giả mặc dù cường đại, nhưng bằng cho bọn hắn mượn muốn giết chết hai nhà sở hữu tộc nhân, thật đúng là rất buồn ngủ khó khăn, dù sao hai nhà xúc tu thế nhưng là dọc theo toàn bộ đại lục. Giang nhân đồ cũng trầm giọng nói ra, chấn Tây quân không thể không có thông soái ta cũng lưu lại. Lư lão tướng quân trầm tư thật lâu, nói ra ta đi hải ngoại đi, nhiếp chính vương, ta đi hỏi một chút những tướng quân kia, nhưng có người nguyện ý đi hải ngoại, không chịu đi, liền để bọn hắn đi theo thiên kình quốc chủ đi. Đại hà Quốc là giang giật dòng chính, nếu là hai tên thiên quân sứ giả muốn thanh toán, giang giật năm đó thủ hạ khẳng định thảm nhất, lư lão tướng quân biết rõ điểm này, sở dĩ chỉ có thể đi trước hải ngoại tránh một chút, chờ đợi giang giật ở bên ngoài quật khởi. Giang giật bất đắc dĩ thở dài nói, vậy được rồi, thiên kình, của ta sở hữu quân đội đều cho ngươi, ngươi mau chóng nhất thống đại lục, nghĩ kỹ đối sách, cùng võ điện quần nhau xuống. Người đồ tướng quân, nhất minh thúc thúc, tiền quỹ thúc thúc, các người phụ tá thiên kình quốc chủ đi. Thiên kình, cũng mời chiếu cố một chút gia tộc bọn họ, còn có linh thú Sơn học Việt. Quốc sư yên tâm, nói đến ta cùng nhất minh huynh vẫn là thân gia, ta như thế nào lại hại bọn hắn trừ phi thiên kình chết, nếu không định không khiến người ta tổn thương bọn hắn. Vân thiên kình đứng dậy thật sâu vái trào, giang giật cho hắn trăm vạn đại quân, cũng lưu cho hắn nhất thống đại lục cơ hội. Có ngân hoa bà bà chiến nhất minh tiền quỹ giang nhân đổ bọn người phụ tá, đại lục không có một tên kim cương cường giả, tiêu diệt Bắc Lương quốc cùng Bắc Mãng quốc chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, hai tên thiên quân cường giả sau khi đến, bọn hắn có thể hay không còn sống sót, vậy phải xem thiên ý. Một ngày sau đó, lư lão tướng quân mang theo mấy ngàn người hội tụ, giang giật đem tất cả mọi người chứa vào càn khôn điện về sau, gọi ra nhai tí thú đứng dậy rời đi, hắn sừng sững tại nhai tí thú bên trên, xa xa vung tay lên, rứt khoát hướng đông phương bay đi. Vân Thiên Kình xuất lĩnh mọi người thật sâu thở dài, Vân Thiên Kình quát khẽ, khốn long nhất định xuất hải, quốc sư một đường trân trọng, chúng ta chờ ngươi vương giả trở về kia một ngày. chương 512, xuất hải, Giang giật hướng đông bay một khoảng cách, lại quay đầu về phía tây bay về phía nam đi, hắn quên đi một sự kiện, hắn lần này cần xuất hải khẳng định hung hiểm, phải đi đoạt hồn cốc bên trong tế luyện một chút u minh quỷ hỏa. Hắn lần này phi hành khoảng cách rất thấp, đi ngang qua thành chỉ đều có thể cảm nhận được nhai tí thú bên trên uy áp, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy hắn máu me đầy đầu đỏ tóc, hắn đây là cố ý để cho người ta phát hiện, đến lúc đó hai đại thiên quân tới, cũng có thể lừa dối hai người. Tại đoạt hồn cốc bên trong chờ đợi một ngày, thu rất nhiều u minh quỷ hỏa tế luyện, một ngày sau đó hắn lần nữa lên đường, lần này để nhai tí thú bay lên vạn lý trên không trung, phía dưới trừ phi kim cương cường giả căn bản không nhìn thấy nhai tí thú. Nhai tí thú tốc độ không tệ, một đường thẳng tắp phi hành, chỉ là hao tốn tám cửu thiên hắn tựu đã tới tinh vẫn đảo. Tiến vào thông thiên các về sau, hắn phát hiện mọi người thân thể đều khôi phục, bất quá tại hắn đem đại lục tình huống nói chuyện, lại đưa ra đem mọi người lưu tại cái kia hải đảo về sau, ngoại trừ Giang Vân Hải bên ngoài, lọt vào tất cả mọi người phản đối. Thiếu ra đi cái nào ta liền đi na, thiếu ra người nếu là đem tiểu nô lưu lại, tiểu nô liền lập tức tự sát. Giang tiểu nô kiên định lạ thường, chiến vô song cùng tiền vạn quán vân phỉ cũng kiên trì muốn cùng Giang giật đồng hành. Tiền quỹ lúc ấy nói, để tiền vạn quán các nàng đi theo Giang giật, các nàng đều hiểu tiền quỹ bọn hắn ý tứ thiên tinh đại lục đã là một đầm nước độc các nàng lưu tại đại lục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tại hải ngoại tiểu đạo ẩn cư an nhàn sống hết đời cũng không phải các nàng muốn sinh hoạt thế giới bên ngoài rất lớn cũng có càng nhiều kỳ ngộ cùng hắn tại hải đảo bên trong tầm thường vô vi sống hết một đời không bằng đi theo giang giật ra ngoài sông sáo một phen nói không chừng đều sẽ có một phen thành tựu bọn hắn cũng biết đại lục bên ngoài thế giới rất nguy hiểm trong lịch sử rất nhiều người từng đi ra ngoài nhưng đều chưa có trở về. Nhưng Đông Hải bên này thú triều vừa qua khỏi mức độ nguy hiểm đạt tới trong lịch sử thấp nhất. Giang giật thực lực kim cương cảnh vô địch, giống như lần này không đi theo Giang giật ra ngoài, đời này bọn hắn đều không có cơ hội đi ra. Tốt à, Giang giật xem mọi người ý chí kiên định, cũng không tốt khuyên nhiều, hắn tôn trọng lựa chọn của các nàng. Dù sao đem bọn hắn đều ném vào càn khôn điện hoặc là đế cung bên trong, cũng sẽ không liên lụy hắn. Giang tiểu nô là đặc thù chủng tộc mặc vũ tộc biến thân về sau một cặp móng dị thường sắc bén, đối với hắn cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Vân Hải, có chút áy náy nhìn qua hắn, cái sau khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ, người an tâm đi thôi, ta một cái lão già có cái gì tốt lo lắng, cố gắng muốn làm ngươi sự tình, giống như có thể tìm tới phu nhân, các người đồng thời trở về nhìn xem lão nô, ta cho dù chết cũng nhắm mắt. Ừm, Giang giật trùng điệp gật đầu, Giang Vân Hải tuổi tác đã lớn, lại đi cùng bên ngoài đã không thích hợp, cũng may có lư lão tướng quân bọn người, có thể chiếu cố Giang Vân Hải. Thương nghị hoàn tất Giang giật lên đường, cùng Thủy U Lan cáo biệt về sau, hắn đem mọi người chứa vào càn khôn điện, thuấn di ra ngoài chào hỏi nhai tí thú hướng phương Nam bay đi. Thủy U Lan đã nói cho Giang giật Giang Vân Hải, mở ra cái kia tự nhiên huyễn trận biện pháp, còn nói hội tận lực chiếu cố một chút bọn hắn. Hưu, Giang giật sừng sướng tại nhai tí thú bên trên, quay đầu xa xa cùng Thủy U Lan vừa chắp tay, hắn không tiếp tục nói tạ chữ, lại nói liền là làm kiêu, có chút ân tình ghi ở trong lòng liền tốt. Mẫu thân, Giang giật đây là muốn rời đi đại lục sao? Giang giật vừa mới rời đi, Thủy Thiên Nhu liền lên thông thiên các tầng cao nhất, đứng tại Thủy U Lan bên người, nhìn qua ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ điểm đen, một đôi xinh đẹp con ngươi sơn nói không chừng, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Thủy U Lan nhẹ gật đầu, hắn cắn cắn bối môi lặng yên cúi đầu xuống, nắm chặt nắm tay nhỏ dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, Giang giật, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ở bên ngoài a, bản cô nương là thiên linh chi thể, không ngoài 10 năm ta tuyệt đối có thể đột phá thiên quân cảnh, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm ngươi báo nhiều lần nhục nhã ta mối thù. Hưu, đã tới phía Nam Hải đảo về sau, Giang giật đem mọi người toàn bộ theo Càn Khôn Điện bên trong phóng ra, nhìn qua một đám đại hạ quốc các tướng quân, Giang giật rất là ái náy, nhất là nhìn thấy trong bọn họ còn có rất nhiều người già trẻ em, càng là có chút lương tâm bất an dù sao không phải là bởi vì hắn, đám người này cũng sẽ không rời xa cố thổ, phiêu linh hải ngoại. Lư lão tướng quân bọn người tra xét tình huống xung quanh, ngược lại là rất hài lòng, giang giật sẽ không lừa hắn bọn họ, nơi này đã thiên quân cường giả cũng không tìm tới, vậy khẳng định an toàn vô cùng, bọn hắn tại cái này ẩn cư cũng không tệ, ngày sau có cơ hội lại trở về chính là. Lư lão tướng quân vung tay lên, để mấy cái thống lĩnh phái người đi chặt cây cây cối, kiến tạo phòng ốc, trước giàn xếp lại lại nói. Đại gia gia, Giang giật đem trong tay càn khôn điện giao cho Giang Vân Hải, lại cho hắn một cái cổ thần nguyên giới, bàn giao cái này càn khôn điện dấu ấn tinh thần ta đã thanh trừ, cái này cổ thần nguyên trong nhẫn có mấy cái thiên thạch, người luyện hóa hẳn là có thể đạt tới thần du đỉnh phong. Luyện hóa càn khôn điện, các người vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể trốn vào đi. Nói xong, Giang giật trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cây trường thương, thanh trường thương kia kim quang lóng lánh khí tức dọa người, đúng là một cây thánh khí cái này thánh khí đại lục cũng lừng lẫy nổi danh chính là sát đế binh khí giang giật đem trường thương này đưa cho lư lão tướng quân nói lão tướng quân ngươi đem thánh khí luyện hóa có cái này thánh khí thực lực của ngươi có thể đề cao một mảng lớn vạn nhất có hải yêu công kích cũng tốt chống cự lư lão tướng quân là thần du đỉnh phong lưu lại người bên trong thực lực tối cường hắn người này cũng nhất là trung nghĩa có hắn tại có thể đơn giản chấn áp tất cả mọi người cũng có thể để giang vân hải an toàn hơn cái này không được không được Lư lão tướng quân thân thể run lên, liên tục khoát tay nói, nhiếp chính vương, cái này quá quý giá, ta không thể nhận, mà lại ta một cái lão già, còn đoạn mất một cái tay, ngươi cho ta thánh khí là trà đạp bảo vật A. Cầm, Giang giật cố chấp đưa cho hắn, lại lấy ra một cái cổ thần nguyên giới cho hắn. Nhìn thấy bốn phía sáu vị tướng quân, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn hơi trầm ngâm trong tay lại sáng lên, lấy ra 18 thanh thiên khí phân biệt đưa cho chúng nhân nói, những ngày này khí cho các ngươi, nếu ta Giang giật có thể quật khởi, Quay đầu một người đưa các ngươi một cái thánh khí, quyết không nuốt lời. Tại nhiếp chính vương, năm vị tướng quân đại hỷ, đối với bọn hắn tới nói, thiên khí cũng là chí bảo, giang giật vừa ra tay vẫn là mỗi người ba kiện. Bọn hắn thế nhưng là bình dân tướng quân, nếu không năm đó lục đại thế lực vây công hạ vũ thành lúc đã sớm chuyển nhà chạy trốn. Tốt, chúng ta đi. Giang giật cắn răng đem giang tiểu nô tiền vạn quán bọn người thu nhập đế cung bên trong, thân thể hướng không trung thuấn gì mà đi rất nhanh thuấn di đến giữa không trung nhai tí thú trên lưng, hắn quát khẽ, nhai tí thú, đi. Hưu, nhai tí hóa thú là một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi, giang giật trên tay không có đông hải địa đồ, hắn càng không biết đông hoàng đại lục cùng thiên hồ đại lục ở phương nào, hắn chỉ có mở mịt hướng đông phương bay đi. Sau một canh giờ, hắn ngoài ý muốn phát hiện lại đến tử vong chi hải phía trên, mặc dù giờ phút này còn không có vào đêm, tử vong chi hải cũng không có sấm chấp, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật vòng qua mảnh này hải vực, tiếp tục hướng đông phương bay đi. a à, tại giang giật bay qua tử vong chi hải hướng đông phương bay đi lúc, đáy biển lơ lửng trong cổ quan, cái kia tóc tím lóa thể thiếu nữ, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Nàng cặp kia sâu xa như biển con ngươi, tựa hồ có thể nhìn thấy bầu trời giang giật, hiếu kỳ thì thào, cái này cổ quái thiếu niên thế mà xuất hải cái này biển sâu mặc dù vừa mới kinh lịch hữu chiều, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm a à, hắn không sợ chết ha ha, còn có bốn ngày bản tiểu thư tự xuất quan, nếu là ngươi có thể đang đuổi tại phía trước ta đến Phượng Minh Đại Lục, bản tiểu thư tựu dẫn ngươi đi Đông Hoàng Đại Lục gặp Phụ Hoàng, ban thưởng ngươi một cái đại cơ duyên đi. chương 513, Yêu Đế Nhi Tử, Đông Hoàng Đại Lục ở đâu thiên hồ Đại Lục lại tại cái nào dư ôn là ai ta nếu là tìm tới dư ôn, hắn có thể hay không mét cho mẹ ta ở đâu như tuyết bị cơ thính vũ mang đến Đông Hoàng Đại Lục có thể bị nguy hiểm hay không. Trên biển Đông, nhai tí thú như một đạo như lưu quang hoa phá thiên uổng phí, Giang giật xếp bằng ở nhai tí thú bên trên đầy mắt mơ hồ, xuất hải đã 8 ngày, hắn cả ngày không có việc gì, ngoại trừ lĩnh hội vu thuật bên ngoài, liền là suy nghĩ lung tung. Y phiêu phiêu nói chỉ cần hắn đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong, đi đông hoàng đại lục tìm tới dư ôn, cái sau liền sẽ nói cho hắn biết làm sao đi tìm nàng. Hắn sát lục chân ý vừa ra, kim cương cảnh vô địch, u minh quỷ hỏa cũng có thể nhẹ nhõm đốt diệt kim cương cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng hắn chân thực cảnh giới vẫn chỉ là vừa mới đột phá kim cương cảnh mà thôi sở dĩ có chút lo lắng, đương nhiên đây cũng là hắn rảnh rỗi như cả trứng, hắn có thể hay không đến Đông Hoàng Đại Lục còn hai chuyện đâu. Bất quá là tại Minh Mông vô bờ hải vực bên trên phi hành, rất là buồn tẻ vô vị, tránh không được hội suy nghĩ lung tung thôi. Rầm rầm rầm, phía trước Vạn Lý đột một truyền đến một mảnh tiếng oanh minh, đem Giang Giật suy nghĩ kéo lại, hắn đưa mắt quét qua, thầm mắng mẹ nó, lại tới nhai tí thú nhanh xuống biển đi. Rầm 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 phía trước một khoảng trời cùng hải vực đã đen, từng mảnh từng mảnh mây đen che cả bầu trời bay tới, phía trên khắp nơi có điện xà cuồng vũ, vô số thiểm điện hóa thành lôi long gào thét mà xuống, chém vào trong biển, trên biển mưa to gió lớn, mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này nếu là ngạnh sấm mà nói, rất có thể sẽ bị lôi điện bổ chúng, thịt nát xương tan. Vào biển mới 8 ngày, giang giật tựu tao mộ 6 lần rông tố, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhiều cường giả như vậy đi bên ngoài sông Sáu đều chưa có trở về. Cái này trong biển sâu hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm, thỉnh thoảng lại có mưa to, cái này cùng đại lục mưa to còn không giống, nơi này lôi điện đặc biệt hung tàn, lần thứ nhất sang giật tại thấp hải phi hành, hai lần đều kém chút bị chém chúng, nhai tí thú cũng bị hù dọa, một khi mưa to tiến đến, một người một thú chỉ có thể xuống biển bên trong tránh né. Nếu như không có cái này mưa to, không có cái này lôi điện, cái này biển sâu kỳ thật cũng không nguy hiểm. Coi như trong nước có yêu vương yêu đế, bọn chúng tại biển sâu phía dưới, Giang giật thì tại vạn lý không chung, coi như đi ngang qua những này yêu vương yêu đế cũng sẽ không công kích. Xoạt, nhai tí thú vạch nước mà xuống, tiến vào trong biển, còn không dám tại biển cạn dừng lại, một đường hướng phía dưới phóng đi, đem phía dưới rất nhiều trong nước sinh vật cả kinh bốn phía bỏ trốn. Lặn xuống dưới biển vạn trượng, nhai tí thú mới ngừng lại được, giang giật thần thức đã sớm bốn phía nhô ra, dò xét phụ cận phải chăng có cường đại hải yêu. Đi, dò xét một lần, giang giật mới muộn thanh muộn khí làm thủ thế, nhai tí thú nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành trên không không ngừng lại có lôi điện đánh xuống nhai tí thú cũng không dám dừng lại những cái kia lôi điện vào biển về sau sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu công kích nhai tí thú hình thể to lớn nguyên địa bất động rất dễ dàng trở thành mục tiêu trái 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 tiềm hành hơn 10 giảm giang giật biến sắc một bên ngậm miệng tiếng trầm nói chuyện một bên không ngừng điệu bộ nhai tí thú chuông đồng lớn con người co rụt lại vội vàng chuyển hướng suy suy phía trước một đạo lôi long phá hải mà xuống, chỉ là một cái thoáng tự biến mất tại bên trong biển sâu, nhai tí thú sợ hãi thân thể run lên, nếu không phải giang giật thần thức giò xét thức thời, sợ là giờ phút này muốn bị chém thành một đoàn than cốc. Tiếp tục tiến lên, giang giật cũng một đường khẩn trương giò xét, một khi có lôi điện đánh xuống, lập tức để nhai tí thú chuyển hướng. Cũng may cái này lôi điện vào biển về sau, không ngừng sẽ bị nước biển phân hóa, tốc độ cùng uy lực đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không giang giật cho dù có thần thức cũng là không tốt, đây cũng là giang giật cùng nhai tí thú tại sao lại hạ biển sâu nguyên nhân. Cũng nhanh thôi có nửa nén hương thời gian không có lôi điện đánh xuống, đoán chừng vượt qua lôi khu. Một đường hữu kinh vô hiểm đi về phía trước hơn một canh giờ, ngược lại là không có gặp được cường đại hải yêu, giang giật căng cứng tâm cũng có chút thư giãn xuống tới, chuẩn bị lại tiến lên một khoảng cách, liền để nhai tí thú đi lên. Úc ục, vào thời khắc này, đáy biển chỗ sâu truyền đến một đạo trầm muộn tiếng quái khiếu, giang giật sắc mặt trầm xuống, thần thức phúc tán đi qua, trong tay hỏa long kiếm cũng xuất hiện ngập miệng buồn bực uống nhai tí thú tới một cái yêu vương người chính diện ngăn cản ta đến đánh lén ngao nhai tí thú cảm nhận được phía dưới cái kia hải yêu khí tức không sợ hãi chút nào hét lớn một tiếng thân thể hướng phía dưới mà đi hưu sang giật theo nhai tí bên trên trên lưng nhảy ra theo một bên khác kín đáo đi tới sắc mặt mặc dù trịnh trọng nhưng trong lòng ngược lại là không nhiều lắm khẩn trương tới là một cái hải sư theo khí tức bên trên phán đoán cái này hải sư vẻn vẹn đột phá yêu vương không bao lâu, coi như hắn không xuất thủ, nhai tí thú cũng có thể đối phó. Hắn lúc đầu có thể phóng thích sát lục chân ý nhẹ nhõm chém giết, nhưng cái này dù sao không phải tại thiên tinh đại lục, hắn không dám tùy ý bại lộ chính mình át chủ bài. Tăng thêm sát lục chân ý một phóng thích, phương viên trăm dặm đều sẽ bị bao phủ, phụ cận ngàn dặm cũng sẽ cảm nhận được bên này dị trạng, sở dĩ hắn không đến cuối cùng một khắc sẽ không vận dụng. Cái này hải sư chiều cao sáu trượng, một đôi to như gương mặt con người bên trên đều là màu lam u quang, trên đầu có một cái màu trắng sừng cong, trên lưng còn có hai phiến rõ ràng vây cá, thoạt nhìn như là hai phiến to lớn như cánh chim, bởi vì cái này hai phiến rõ ràng vây cá, nó ở trong biển tốc độ đặc biệt nhanh, chỉ là mấy cái trong trước mắt tự vọt lên, màu u lam trong con ngươi quang mang lóe lên, hai đạo lam quang mà ra, bắn thẳng đến nhai tí thú. Ngao, nhai tí thú giận dữ, trên đầu hỏa hồng sắc độc giác bên trên quang mang lóe lên, một đạo cột sáng màu trắng như ánh sáng mà đi, cùng hai đạo lam quang đón đầu chạm vào nhau. Oanh, trầm muộn tiếng nổ vang lên, chấn động đến cách đó không xa giang giật màng nhĩ đau nhức, nước biển kịch liệt lăn lộn, từng đạo sóng biển mãnh liệt hướng tứ phía dũng mãnh lao tới, kia khí tức kinh khủng đem phương viên trăm dặm hải yêu đều cả kinh sợ hãi bỏ trốn. Hưu, nhai tí thú cùng hải sư khoảng cách đã gần vô cùng, hai thú cũng căn bản không có thời gian đi phóng thích yêu thuật, dù sao phóng thích yêu thuật cần ngưng tụ yêu lực, song phương cũng không cho lẫn nhau ngưng tụ yêu lực thời gian, hai cái yêu thú dùng nhất nguyên thủy phương thức chiến đấu, chém giết cùng một chỗ. Phanh phanh, bốn cái chảo tử không đoạn va chạm, phát ra từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm, hai thú lợi chảo đều rất là cứng rắn cùng sắc bén, phòng ngự cũng không tệ, so đến liền là công kích tốc độ, tốc độ phản ứng cùng lực lượng. Rất rõ ràng, một cái là đỉnh phong yêu vương, một cái mới vừa vặn tiến hóa thành yêu vương, thực lực chênh lệch có chút lớn, không đợi gian giật lặng yên tới gần, kia hải sư trên thân đã lưu lại mấy đạo vết thương. Nếu không phải nó phòng ngự tạm được, giờ phút này sợ là sớm đã bị nhai tí thú mở ngực mổ bụng. Ục ục, hải sư không địch lại, tăng thêm giang giật khí tức trên thân cũng đã tới kim cương cảnh, lặng lẽ tới gần, nó rốt cục sợ, chuẩn bị rút lui. Hừ, tới tay thịt mỡ, sao có thể để nó chạy đi? Yêu vương thi thể rất nhiều vật liệu đều rất đắt đỏ, nhất là yêu vương yêu đan càng là dị thường đắt đỏ. Giang giật lần này ra ngoài còn có một cái chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là tìm kiếm khốn long thảo bên ngoài cường giả như mây hắn chút thực lực ấy cũng không thể loạn giết loạn đoạt sở dĩ hắn suy nghĩ nhiều chuẩn bị điểm bảo vật đến lúc đó cũng tốt đổi thành ngao nhai tí thú rất thông minh nhìn thấy hải sư chạy trốn nó cũng không truy chỉ là thả ra một cái yêu thuật khiến cho hải sư hoảng sợ tránh né giang giật thân thể cũng tại một khắc biến mất chết giang giật thân thể thuấn di đến hải sư bên người trăm trượt trên tay hỏa linh châu phát sáng lên trong tay hắn hỏa long kiếm cũng đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, dung hợp võ kỹ phóng thích, hai đầu hỏa long mang theo từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa gào thét mà đi. Hải sư nội tâm dâng lên một cỗ hẳn phải chết báo động, hoảng sợ nhìn qua quỷ hỏa, nhếch miệng quát khẽ không, không, các ngươi không thể giết ta, nếu không phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi, phụ thân ta thế nhưng là thế hệ này bá chủ, sư si yêu đế. Hải sư lời nói bởi vì là ở trong nước nói, sở dĩ có chút mơ hồ không rõ, Giang giật suy nghĩ một hồi mới tìm hiểu được. Bất quá coi như hắn đã hiểu cũng đã muộn, bởi vì cái này dung hợp võ kỹ đã phóng thích, rốt cuộc thu không trở lại. Suy suy, từng mảnh từng mảnh nước biển bị bốc hơi, hóa thành khí sương mù cuồn cuộn mà lên, che đậy cái này một mảnh hải vực, hải sư tiếng kêu thảm thiết cũng rất nhanh vang lên. Đừng nói nói điểm ấy phòng ngự, coi như đỉnh phong yêu vương, giang giật cũng có thể nhẹ nhõm dùng u minh quỷ hỏa đốt giết. Sư si yêu đế, hải sư chết rồi, Giang giật cùng nhai tí mặt thú sắc lại ngưng trọng hơn, một người một thú liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ, bọn chúng vừa rồi lại chém giết một vị yêu đế nhi tử. chương 514, nhân loại, người nhất định phải chết. Trốn, giang giật trong tay đế cung xuất hiện, đem hải sự yêu vương thi thể ném vào, lập tức để nhai tí thú hướng trên biển thẳng tắp kín đáo đi tới. Hắn làm như vậy cũng không phải là ham muốn cái này yêu vương trên thi thể vật liệu, chỉ là vì giấu kín thi thể, tiêu trừ khí tức, để kia sư si yêu đế truy tìm lúc nhiều chút phiền phức. Nhai tí thú lên mặt biển về sau, Giang giật nhìn thấy phía trên bầu trời không có rông tố, lập tức thở dài một hơi. Mặc dù gặp phải nguy hiểm to lớn, nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn thấy nhai tí thú ra mặt biển sau liền muốn nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hắn đột nhiên quát khẽ, nhai tí thú, khác đừng nhắm hướng đông bên cạnh bay, đi phía tây. Phía tây, nhai tí thú chừng mắt nhìn, có chút mơ hồ, bọn hắn theo phía tây tới, chẳng lẽ lại bởi vì giết một cái yêu đế nhi tử, liền muốn chạy trở về thiên tinh đại lục kia hai tên thiên quân nói không chừng ngay tại khắp thế giới tìm bọn hắn, dạng này trở về thật được không? Đi mau, còn muốn phóng thích toàn bộ khí thức, bằng nhanh nhất tốc độ về phía tây bên cạnh bay, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh. Giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, nhai tí thú mặc dù rất là kinh nghi, nhưng không dám ngỗ nghịch giang giật ý tứ, nhanh chóng về phía tây bên cạnh bay đi, vẫn là khí thế toàn thịnh chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại phía tây bầu trời. Hướng phương bắc bay, bay mấy chục vạn lý, Giang giật đột nhiên lại quát khẽ, nhai tí thú hoàn toàn mơ hồ, cũng không đi quản, Giang giật nói hướng bên nào bay, tự hướng bên nào bay. Xuống biển đi, lại bay mấy chục vạn lý, Giang giật lần nữa quát khẽ, nhai tí thú sững sờ, bịch một tiếng vọt lên dưới biển, vừa mới xuống biển chăm giặc, Giang giật nhưng từ hỏa linh châu bên trong lấy ra đế cung đem nhai tí thú thu vào, sau đó một cái thuấn di biến mất ở trong biển ông ông hắn ra giữa không trung không ngừng thuấn di lần này là hướng vạn lý trên không trung thuấn di mà đi không có một lát dừng lại trở lên vạn lý không trung lại không ngừng nghỉ hướng phía đông thuấn di mà đi yêu đế cỡ nào cường đại mặc dù hắn đem hải sự yêu vương thi thể thu vào nhưng yêu đế nhất định có thể nhẹ nhõm căn cứ bốn phía khí thức truy tung mà tới hắn để nhai tí thú khí thế toàn bộ triển khai chính là vì che giấu khí thức của hắn đằng sau hắn lại là thuấn di đi, để hắn khí thức biến mất ở trong biển. Cứ như vậy yêu đế coi như có thể truy tung đến khí thức của hắn, cũng muốn tốn công tốn sức. Mặc dù như thế, Giang giật vẫn là không dám phất lờ, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp hướng đông phương thuấn di, một mực liên tục thuấn di một ngày một đêm, hắn lúc này mới dừng lại. Hắn không thể không dừng lại, bởi vì phía trước lại là hắc vân dày đặc, sấm chấp. Không sai biệt lắm đi, Giang giật quay đầu hướng về sau mới nhìn vài lần, một ngày một đêm thời gian sư si yêu đế còn không có đuổi theo, kia yêu đế rất có thể không khóa định khí tức của hắn. Dù sao yêu đế tốc độ quá nhanh, nếu thật là khóa chặt hắn khí tức, sợ là đã sớm giết đến tận cửa. Đi, hắn thật sâu ít mấy hơi, lao xuống dưới biển, phía trước khắc phân đã tràn ngập mà đến rồi, kia lôi điện từng đạo vạch phá bầu trời gào thét mà xuống, mặc dù khoảng cách thật xa, nhưng bên trong ẩn chứa đến kinh khủng uy áp, vẫn như cũ để giang giật tim đập nhanh. Đến dưới biển, Giang giật không dám thuấn di, dù sao phía trên không ngừng có lôi điện đánh xuống, vạn nhất vận khí không tốt vừa mới thuấn di đi qua, bỗng chốc bị xét đánh, vậy liền chết được oan uổng. Cũng may hắn nguyên lực đã đạt tới kim cương cảnh, tốc độ cũng không tính quá chậm, tăng thêm hắn tại thế giới dưới mặt đất đạt được hai mảnh thanh xương diệp, linh hồn cường đại rất nhiều, mặc dù còn không có tiến dai, nhưng thần thức giờ phút này có thể dò xét gần 3 vạn trượng khoảng cách. Sau trước kia khoảng cách tăng trưởng gấp 3, cho nên có thể rõ ràng dò xét đến lôi điện đánh xuống quỹ tích. Ông, phía trước một đạo lôi điện gào thét mà xuống, giang giật phán đoán thoáng cái, chính mình hẳn là trốn không thoát, chỉ có thể cắn giang thuấn di. Cũng may hắn vận khí không tệ, chờ hắn ngưng kết thân thể về sau, phụ cận cũng không có lôi điện đánh xuống. Cứ như vậy, hắn có thể tránh thoát lôi điện, hội trước thời gian tránh đi, giống như không phải là bất đắc dĩ, chỉ có thể thuấn di, cược vận khí. Đi về phía trước một canh giờ, giang giật hữu kinh vô hiểm vượt ngang 10 vạn lý hải vực, theo coi là, không được bao lâu hắn liền có thể vượt qua lôi khu. Hắn cũng toàn thân buông lỏng, chỉ cần vượt qua lôi khu, lại đi trên không trung thuấn gì một hai ngày, coi như yêu đế có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng không có cách nào tìm tới hắn a à. Ngao ngao, chít chít, khốt khốt, nhưng mà, đúng lúc này đáy biển chỗ sâu đột một vang lên từng đạo hải yêu tiếng quái khiếu, giang giật biến sắc, thần thức tản ra hướng phía dưới quét qua, lập tức kinh hãi. Phía dưới sông tới rất nhiều yêu thú, trong đó còn có hai cái yêu vương, những này yêu thú cũng không phải là thẳng tắp hướng hắn vào tới, ngược lại giống như là hải yêu bạo động bốn phía tán loạn, xem ra đang tìm kiếm cái gì. Nhân loại, Giang giật thần thức kinh động đến một cái to lớn hải giao yêu vương, nó một đôi màu đỏ sậm con người hướng Giang giật bên này quét qua, đuôi rồng quét qua, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng bên này phóng tới. Mà phụ cận vô số tam giai hải yêu, còn có một cái khác hải báo yêu vương, cũng bị kinh động, nhanh chóng hướng Giang giật bên này phóng tới. Bên kia cũng có thật nhiều hải yêu, chẳng lẽ là phát sinh thú chiều làm sao biển sâu hải yêu đều sông tới. Giang giật thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía, càng thêm kinh hãi, hải yêu bình thường đều thích ẩn núp biển sâu, hắn giờ phút này chỗ khu vực coi như biển cạn, mà lại trên không có lôi điện thỉnh thoảng đánh xuống, cái này hải yêu trừ phi bạo động, nếu không làm sao có thể dốc toàn bộ lực lượng. Không đúng, thú chiều lúc, hải yêu không phải mất lý trí, chém giết lẫn nhau sau những này hải yêu không phải bạo động, rất có thể là nhầm vào ta tới. Giang giật tỉnh ngộ lại, hắn không dám ham chiến, nhưng phía dưới sở hữu hải vực đều có yêu thú vào tới, hắn lại có thể bỏ chạy cái nào hắn con người nhất truyền, chỉ có thể cắn răng hướng trên biển phóng đi. Trên biển lôi điện cuồng vũ, mặc dù đã không phải là tại lôi trong vùng, nhưng lôi điện cũng rất nhiều, giang giật đây là muốn mượn lôi điện chi lực, dọa lùi yêu thú. Hắn kỳ thật có thể phóng thích sát lục chân ý đồ sát hải yêu, nhưng một khi khai chiến, chung quanh đây hải yêu đại lượng chết đi, mùi máu tươi sẽ khiến phụ cận cường đại yêu đế, hoặc là cái kia sư si yêu đế chú ý tình huống hội càng hỏng bét thần trí của hắn kéo dài đến cực hạn nhanh chóng hướng lên trên uổng phí quét tới phán đoán lôi điện đánh xuống phương vị cùng quỹ tích hắn dự toán không tệ nơi này quả nhiên đã không tính lôi trong vùng trên không thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống nhưng tần suất yếu đi không ít Ngoá, đám này xúc sinh thế nào bọn chúng không sợ lôi điện cảm nhận được phía dưới yêu vương cùng hải yêu càng ngày càng gần giang giật thầm mắng thân thể cũng hóa thành cuồng long phá hải mà ra hai chân đạp trên mặt nước, nhanh chóng tiến lên. Xuy suy, trên biển một mảnh lờ mờ, cuồng phong gào thét, kinh đào hải lãng càn quấy, bên trái trên bầu trời, một đạo lôi long gào thét mà xuống, bổ chung hải bên trong. Phía dưới có vô số hải yêu, bị cái này lôi long một bổ, rất nhiều hải yêu hóa thành bột mịn, trực tiếp oanh thành cạn bã. Đám này xúc sinh không giết ta, quả nhiên sẽ không bỏ qua. Giang giật bất đắc dĩ, như thế lôi long, như thế thiên địa trị uy, vừa rồi hắn đều cảm giác được linh hồn run rẩy rung động không ngừng, toàn thân mềm nhũn, mà cái kia hải giao yêu vương kém chút cũng bị đánh chết, giờ phút này nhưng như cố theo đuổi không bỏ, rất rõ ràng là nhầm vào hắn mà tới. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, giang giật không thèm đếm xỉa, hải giao rời đi chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách, lúc nào cũng có thể công kích, ai biết nó biết cái gì quỷ mị yêu thuật hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể phóng thích sát lục chân ý. Ông, nương theo lấy giang giật một đôi mắt trở nên đỏ như máu, vô tận sát khí đổ xuống mà ra bao phủ phương viên trăm dặm khoảng cách phàm là bị sát lục chân ý bao phủ hải yêu toàn bộ đều không động được vậy liền tại giang giật sau lưng mấy ngàn trượng hải giao yêu vương một đôi mắt bên trong càng là vô cùng hoảng sợ nó toát ra mặt biển cái kia to lớn long đầu cực lực mở ra miệng rộng phun ra một câu đứt quãng nhân ngôn nhân loại quả nhiên là ngươi giết sư si đại đế nhi tử ngươi nhất định phải chết đại đế đã hạ lệnh phụ cận ngàn vạn dặm hải vực sở hữu yêu tộc tìm kiếm hung thủ ngươi coi như lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Chương 515, Đồ yêu vương, ta có chết hay không không biết, bất quá ngươi là phải chết. Giang giật giận dữ, trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, Hỏa Linh Châu bên trên cũng toát ra một đoàn quỷ hỏa, dung hợp võ kỹ phóng thích, hai đầu Hỏa Long mang theo cái này một đoàn quỷ hỏa gào thét mà đi. Cái này dung hợp võ kỹ chỉ là phong chi thúc phược đạo văn, cùng Hỏa Long kiếm cùng hỏa diễm dung hợp mà thành võ kỹ, uy lực cũng không lớn, nhưng trước kia là dung hợp địa hỏa, dung hợp lại là tế luyện sau u minh quỷ hỏa, không nói cái gì, bằng vào cái này một đoàn u minh quỷ hỏa liền có thể nhẹ nhõm đốt giết cái này hải giao yêu vương. Suy suy, không có nửa điểm ngoài ý muốn, cái này yêu vương khí thức coi như cường đại, so trước kia giết cái kia hải sư mạnh hơn một chút, nhưng u minh quỷ hỏa tế luyện sau có thể nhẹ nhõm đốt cháy đỉnh phong yêu vương, cái này yêu vương tự nhiên không còn nói xuống. Một đoàn quỷ hỏa còn không có còn tới gần hải giao, thân thể nó mặt ngoài làn da tụ bị đốt thành đen xám, quỷ hỏa những nơi đi qua, hải giao to lớn đầu bị đốt thành hắc phấn. Suy suy, u minh quỷ hỏa nhiệt độ quá cao, dẫn đến bốn phía nước biển từng mảnh từng mảnh bị bốc hơi thành khí vụ, trắng xóa khí vụ phóng lên tận trời, che đậy một mảnh hải vực. Hưu, Giang giật vượt biển mà đi, thân thể mà quay về, đem kia hải giao thi thể ném vào đế cung bên trong. Như là đã khai giết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này yêu vương thi thể, cái này nếu là cầm lấy đi bán ra cũng có thể đổi thành một chút bảo vật, giết hắn thần thức khóa chặt dưới biển một cái khác yêu vương kia là một cái hải báo yêu vương giết một cái là giết giết hai cái cũng là giết cái này yêu vương ở trong biển tốc độ quá nhanh giang giật nhất định phải chém giết mới có thể thuận tiện đào tẩu suy suy hỏa long kiếm mang theo một đoàn quỷ hỏa vạch nước mà đi phàm là những nơi đi qua nước biển toàn bộ bị bốc hơi trong biển quỷ dị xuất hiện một cái chân không phía dưới cái kia hải báo yêu vương thực lực so hải giao còn muốn yếu bị sát lục chân ý bao phủ căn bản không động được chỉ có thể chờ đợi chết cái này sát lục chân ý phối hợp quỷ hỏa quá hung tàn đến bao nhiêu yêu vương ta cũng có thể quét ngang a à, đáng tiếc này quỷ hỏa dùng một điểm liền ít đi một chút rời đi thiên tinh đại lục cũng không biết có thể hay không tìm tới quỷ hỏa giang giật thần thức dò so xét đến phía dưới hải báo yêu vương bị nhẹ nhõm nốt xiết âm thầm cảm khái thân thể cũng không dừng lại một đường hướng dưới biển kín đáo đi tới thu hồi hải báo thi thể tiện tay đem phụ cận một mảnh tam giai hải yêu chém giết thi thể mang đi hắn không dám tiếp tục dừng lại thân thể hóa thành thiểm điện hướng trên biển vọt tới, tiếp tục vượt biển chạy như điên. Bành, vừa mới vượt biển đi lại số vạn lý, phía trước mặt biển nổ lên ngàn cơn sóng, một cái to lớn hải yêu vọt ra khỏi mặt nước, kia u lãnh con người thấy giang giật tim đập nhanh, nó khoảng cách giang giật có mấy vạn trượng khoảng cách, đến mức giang giật mới vừa rồi không có dò xét đến nó. Bành, 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 kia yêu vương bên người cách đó không xa, bốn phía hải vực đồng thời nổ lên ngàn cơn sóng, bốn cái to lớn hải yêu vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung kia kinh khủng uy áp truyền khắp khắp nơi lệnh làm giang giật hô hấp đều trở nên khó khăn rầm 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 bầu trời vẫn là một mảnh lờ mờ mưa to gió lớn bất quá lập tức sẽ vượt ngang lôi khu trên không đã có rất ít lôi điện đánh xuống giang giật thần thức bốn phía quét qua xác định cái kia sư si yêu đế chưa từng xuất hiện về sau có chút trầm tĩnh lại cái này năm con yêu vương bên trong mặc dù có một cái đỉnh phong yêu vương nhưng đối với hắn tới nói đến lại nhiều yêu vương cũng là chịu chết giết hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, mưa to đem hắn tóc áo bào ướt nhẹp, cuồng phong lại đem hắn tóc còn ướt áo bào thổi đến bay phất phới. hắn con người như vạn năm loại băng hàn băng lãnh, hai chân ở phía dưới kinh đào hải lãng bên trên thỉnh thoảng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngạo nghễ không sợ hướng năm con yêu vương vào tới. hư nhân loại người dám giết đại đế nhi tử còn không ngoan ngoãn đầu hàng chờ đợi đại đế xử trí tại hoang vu đông hải dám giết sư si đại đế nhi tử. Này nhân loại lá gan cũng quá lớn. Hắc hắc, đại đế bắt được hắn, khẳng định hội giết hắn toàn tộc, dám giết đại đế nhi tử, này nhân loại là tự tìm đường chết. Hừ hừ, đại đế tính khí nóng nảy, há lại chỉ có từng đó muốn giết hắn cả nhà khẳng định sẽ giết bọn hắn toàn bộ đại lục nhân tộc, nếu không làm sao bình đại đế chi nộ. Đúng đúng đúng, đại đế khẳng định hội diệt bọn hắn đại lục toàn bộ nhân loại, đại đế thế nhưng là chúng ta Hoang Vu Đông Hải sắp xếp năm vị trí đầu đại đế không diệt bọn hắn đại lục nhân tộc, khẳng định sẽ bị còn lại đại đế chế diễu. Mấy cái yêu vương nhìn thấy giang giật sông lại, không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại chuông đồng lớn trong con ngươi đều là đùa cợt. Giang giật khí tức trên thân tại bọn chúng xem ra yếu đến đáng thương, không nói bọn chúng tới năm con yêu vương, coi như tùy ý một cái đều có thể bóp chết giang giật. Nói nhảm nhiều quá, giang giật thân thể như kích quang điện ảnh thoáng cái lướt qua hai vạn trượng khoảng cách, những này yêu vương đã tại hắn sát lục chân ý phạm vi bao phủ bên trong không bằng hắn cẩn thận mới là tốt, không dám lập tức phóng thích sát lục chân ý, những này yêu vương bên trong thế nhưng là có một cái đỉnh phong yêu vương. Động thủ, tại giang giật lại tới gần mấy ngàn trượng khoảng cách thời điểm, đối phương đỉnh phong yêu vương hạ lệnh, năm con yêu vương ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, bọn chúng thế mà không có phóng thích yêu thuật, mà là hóa thành năm đạo tàn ảnh hướng giang giật bay tới, xem tình huống tựa hồ. Muốn giam giữ, ha ha ha, giang giật cười dài, lạnh băng băng đôi mắt cũng nhanh chóng trở nên đỏ như máu, một cỗ kinh khủng sát khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này bốn phía cuồng phong đều ngừng quét, phía dưới sóng biển cũng yên tĩnh trở lại, quỷ dị tới cực điểm. Ô ô, ngoại trừ cái kia đỉnh phong yêu vương có thể phát ra một tiếng tiếng nghẹn ngào bên ngoài, còn lại yêu vương mà ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Năm song chuông đồng lớn trong con người đều là hoảng sợ, giang giật thân thể nho nhỏ, để bọn chúng cảm giác tựa như một cái hóa thành hình người yêu đế, để bọn chúng sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi, liên động tay suy nghĩ cũng không dám lên một tia cái kia đỉnh phong yêu vương đôi mắt còn có thật sâu nghi hoặc cái này nhân loại nho nhỏ rõ ràng thực lực không mạnh vì sao đột nhiên có thể phóng thích khủng bố như thế khí tức này khí tức không thua kém một chút nào bọn hắn đại đế để bọn chúng căn bản không động được chết giang giật trầm hống một tiếng hỏa long kiếm đột nhiên vung lên cường đại kinh phong để phía dưới sóng biển hướng hai bên phân đi xuất hiện một đầu bạch ngấn chờ u minh quỷ hỏa sau khi xuất hiện phía dưới nước biển lại hóa thành xương trắng đằng không mà lên. Giang giật lần này triệu tập ra quỷ hỏa nhiều một chút, khoảng chừng mười mấy đoàn, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đã những này yêu vương có thể tìm tới hắn, sư si đế khẳng định cũng có thể truy tung mà đến, thêm đến chế một khắc thời gian, nguy hiểm tự nhiều mấy phần. Ngao ô, Giang giật đầu tiên công kích cái kia đỉnh phong yêu vương, cái này yêu vương cảm nhận được quỷ hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, nó biết rõ hẳn phải chết tại trước khi chết một khắc, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa bạo tiếng giống, kiệt tiếng giống chi đại lại chấn động đến phía dưới sóng biển tầng tầng nổ lên chấn động đến giang giật màng nhĩ đều đổ máu suy suy quỷ hỏa đem đỉnh phong yêu vương to lớn đầu thiêu hủy một nửa yêu vương mất mạng ầm vang rơi vào trong biển bên cạnh hai cái yêu vương cũng phân biệt bị một đoàn hỏa diễm đánh trúng nửa cái đầu cùng nửa người đều hóa thành cho bụi ầm vang đập xuống dưới biển giang giật vuốt vuốt chảy ra tiên huyết lỗ tai mặt mũi tràn đầy nổi giận cùng ngưng trọng hắn không phải là bởi vì màng nhĩ chảy máu mà là yêu vương cái này vừa hô, rõ ràng là tại hướng bọn chúng sư si yêu đế đưa tin A. À. Hưu, hắn vội vàng như thiểm điện bổ ra hai kiếm, đem còn lại hai cái yêu vương chém giết, thân thể bay vụt đi qua, nhanh chóng thu hồi năm con yêu vương thi thể, liếc bầu trời một cái, xác định không có quá nhiều lôi điện đánh xuống về sau, hắn cắn răng liên tục thuấn di mà đi. Vừa mới thuấn di mấy chục lần, vượt ngang mấy chục vạn lý hải vực, đột nhiên xảy ra dị biến. Giờ khắc này, giang giật linh hồn đột ngột run lên, ngay sau đó sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên bạo giống, ghê tẩm nhân loại, giết con ta, đồ ta bộ hạ, còn dám trốn hôm nay bản đế không đem ngươi xé thành 108 khối, bản đế liền theo họ ngươi. Sư si yêu đế tới, chương 516, sông lôi hải, yêu đế có bao nhiêu cường đại, xem yêu hậu liền biết, mà lại nghe vừa rồi mấy cái yêu vương nói, cái này yêu đế vẫn là mảnh này hải vực xếp hạng năm vị trí đầu yêu đế, thực lực lại càng không cần phải nói khẳng định hung tàn đến cực điểm. Cái này yêu đế thanh âm rất lớn, chuyên khắp phụ cận người vạn lý hải vực, giang giật thần thức tìm tòi, mặc dù không có phát hiện yêu đế thân ảnh, cũng không có cảm nhận được yêu đế khí tức. Nhưng hắn không hiểu cảm giác kia yêu đế đã khóa chặt chính mình, linh hồn bên trong rung động, cái này có thể trộn lẫn không được giả. Làm sao bây giờ, hắn một bên không muốn mạng thuấn di, một bên não hải nhanh chóng chuyển động, sinh tử trong nháy mắt đầu óc của hắn ngược lại càng linh hoạt, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, hắn liền muốn mười mấy loại biện pháp, nhưng từng cái đều bị hắn bác bỏ. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất liền là đào tẩu, yêu đế chịu uy không phải hắn có thể chống cự, hắn u minh quỷ hỏa rất khủng bố, nhưng có thể hay không đốt thiếu yêu đế còn chưa thể biết được. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể đánh trúng yêu đế tại yêu đế khí tức bao phủ phía dưới, hắn có thể phóng thích công kích. Hồi tưởng lại tại U Minh Cửu Uyên phía dưới, võ điện khởi động thiên cơ đại trận, để cơ thính vũ ngưng tụ cái hư ảnh này trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên quân cấp bậc hắn bị loại kia khí tức cường đại chấn áp đến động đều không động được, giang giật kết luận nếu là bị yêu đế tới gần, hắn chỉ có một con đường chết. Sở dĩ hắn là nhất định phải trốn, vấn đề là, làm sao trốn, lên trời xuống đất cái này yêu đế cũng có thể, coi như hắn không ngừng hướng trên không trung thuấn di, yêu đế cũng sẽ đuổi theo, xuống biển kia càng không thực tế, yêu đế thế nhưng là trong biển một phương bá chủ. Đế cung, giang giật rất nhanh lại lắc đầu, đế cung năng lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như khôi phục, đoán chừng bị cái này yêu đế một trưởng cũng có thể đập nát a à. hiu 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 một đường không ngừng thuấn di giang giật mặc dù chuyển hướng hướng đông bắc phương hướng bỏ trốn đằng sau yêu đế cũng không đuổi kịp đến nhưng hắn luôn cảm giác có một cỗ như có như không khí cơ khóa chặt hắn sâu trong linh hồn cũng không ngừng truyền đến báo động rất rõ ràng cái này yêu đế ở phía sau nhanh chóng đuổi theo nửa canh giờ một canh giờ giang giật vẫn là thúc thủ vô sách còn tốt kể bên này không có rông tố hắn có thể thuấn di đi vạn lý không chung nếu là tại thấp trong nước khẳng định không ngừng tao ngộ yêu thú yêu vương. Mau tới đi, lại thuấn di ra ngoài mấy chục vạn lý, giang giật nội tâm báo động càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, yêu đế đoán chừng cũng theo rất xa địa phương đuổi theo, nhưng yêu đế tốc độ quá nhanh, truy kích hơn một canh giờ, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Hừ, quả nhiên, cũng không lâu lắm, sau lưng truyền đến một đạo nhàn nhà tiếng hừ lạnh, giang giật thần thức tìm tòi, vẫn không có phát hiện kia yêu đế thân ảnh, nhưng đã có thể tin tưởng cảm nhận được nơi xa truyền đến một cố kinh khủng đến cực điểm khí tức, khí tức kia như một vòng rượu nhật, quá rõ ràng. Trốn, yêu đế đoán chừng ngay tại sau lưng mấy chục vạn trượt, giang giật vẫn còn không có từ bỏ, hắn chết một lần, đế cung bên trong tất cả mọi người muốn chết. Hắn tiếp tục hướng phía trước thuấn di, thần thức bốn phía dò xét, ý đồ tìm kiếm phá cục chi pháp. Dầm dầm dầm, phá cục chi pháp không tìm được, giang giật lại phát hiện phía trước một mảnh hắc vân lại bay tới, hắc vân che cả bầu trời, phía trên có điện xà lấp lánh, hắn vận khí lần này thật không tốt, lần nữa tao ngộ rông tố. Hắc vân bao phủ bầu trời, hắn không có cách nào tiếp tục ở trên không bên trên thuấn di, một khi tiến vào hắc vân bên trong, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ có thể hướng phía dưới thuấn di mà đi, sau lưng yêu đế khí thức càng ngày càng cường đại, giang giật tâm chìm vào đáy cốc. Liêu mạng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, không có hướng dưới biển phóng đi, mà là gọi ra nhai tí thú, bạo hống, nhai tí thú bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước sông. A, à, nhai tí thú trợn tròn mắt, phía trước mưa to gió lớn, như tia chớp lôi minh, dạng này mạnh mẽ đâm tới xác định sẽ không bị đánh thành cho chỉ là giang giật như thế tức hồn hển gầm thét, nó cũng không dám dừng lại, mang theo giang giật sát mặt biển hướng lôi khu phóng đi. Cái này, bay vào lôi khu về sau, nhai tí thú rốt cuộc hiểu rõ giang giật vì sao như thế. Sau lưng yêu đế khí thức như ẩn như hiện truyền đến, để nó linh hồn thỉnh thoảng truyền đến rung động. Giang giật mục đích cũng không cần nói cũng biết, hắn ý đồ mượn nhờ cái này lôi điện, mượn nhờ cái này thiên địa chi lực, ngăn cản yêu đế truy sát. Lôi điện là thiên địa bên trong bá đạo nhất, sức mạnh khủng bố nhất. Yêu đế thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là bị lôi điện bổ chúng nó cũng sẽ không dễ chịu. Giang giật giờ khắc này ở tầng trời thấp phi hành, hoàn toàn là cược mệnh, không có nước biển ngăn cản cùng phân hóa, cái này lôi điện một khi bổ chúng bọn chúng, hai người tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Hừ, còn vọng tưởng dựa vào chỉ là lôi hải ngăn cản bản đế truy sát ngươi cũng quá coi thường bản đế giang giật sông vào lôi hải không bao lâu một thân ảnh tiểu từ đằng xa mà đến cái này yêu đế đã hóa hình bất quá hóa hình người hơi đặc biệt hắn toàn thân mặc một bộ màu đen chiến giáp làn da rất đen một cái đại quang đầu trên lỗ tai còn treo hai cái tử kim vòng tai đôi mắt lại là hình tam giác bên trong đều là hung quang chỉ xem ngoại hình liền có thể để sợ hãi hắn tại lôi hải ngoại chạm một hồi ánh mắt xuyên thấu qua mờ tối bầu trời, nhìn thấy Giang giật chỉ huy nhai tí thú, ở bên trong đông tránh tây thiểm, lại có kinh không hiểm tránh thoát mấy chục thêm đạo lôi điện, liền muốn biến mất tại trung tâm biển sấm sét. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng trong lôi hải phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, nếu không phải bầu trời không ngừng có lôi điện đánh xuống, ngăn cản hắn tiến lên, sợ là rất nhanh liền có thể đuổi kịp Giang giật. Hắn thực lực dị thường cường đại, căn bản không cần đi dự toán lôi điện đánh xuống thời gian cùng quỹ tích, chỉ là tại lôi điện liền muốn bổ chúng hắn lúc, thân thể lóe lên, nhẹ nhõm né tránh. Bên phải, bên phải, Giang giật cũng rất khổ bức, hắn giờ phút này đã căn bản không để ý tới phía sau yêu đế, hắn toàn bộ tinh khí thần đều tại khóa chặt bầu trời lôi điện. Hắn phải căn cứ hắc vân bên trên lôi hồ lấp lẽ, phán đoán lôi điện muốn đánh xuống thời gian cùng phương vị, để nhai tí thu sớm né tránh. Đương nhiên càng nhiều thời điểm hắn là bằng vào nội tâm dự cảnh, hoặc là nói giác quan thứ sáu cảm giác phán đoán, cái này lôi điện đánh xuống tốc độ quá nhanh quá nhanh, giống như dựa vào con mắt cùng thần thức, hắn cùng nhai tí thú đã sớm chết đi nhiều lần. Dầm dầm dầm, phía trước liền là lôi khu trung tâm, từng đầu tia chớp màu trắng, như dư tợn đại xà xé rách thương khung, chém thẳng vào mà xuống, chiếu sáng toàn bộ hải vực. Kia lôi trong vùng lôi điện, cũng không phải là từng đầu đánh xuống, mà là mười mấy đầu mười mấy đầu cùng một chỗ đánh xuống, liên miên bất tuyệt. Dị thường kinh khủng, đừng nói đi vào, ở bên ngoài nhìn một chút đều có thể đem người dọa cho chết. Giang giật, còn sông sao, nhai tí thú hoảng sợ nhìn qua phía trước, nó nội tâm có loại cảm giác, giống như dám vào lôi trong vùng, nó tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Ha ha ha, hậu phương yêu đế nhìn thấy nhai tí thú ngừng lại, khóe miệng đều là đùa cợt, cười to không ngừng, quát to, làm sao không trốn đi vào A, có gan ngươi bọn họ đi vào A. Ông, Giang giật trong tay một cái màu trắng cung điện xuất hiện, một đạo bạch quang lóe lên nhai tí thú đột một biến mất trên không trung, mà thân thể của hắn lại bay vụt mà xuống, vượt biển mà đi. Thoáng cái mặt biển, hắn thế mà, nhắm mắt lại, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lôi trong vùng chạy như bay, trên mặt hắn rất là thong dong, tựa như tại bản thân trong đình viện tản bộ, quỷ dị dị thường. A, à, sư si yêu đế hiện ra hung quang mắt tam giác co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không dám tin, giang giật nhắm mắt lại sông như trung tâm biển sấm sét, một trận sông loạn, mấy cái trong chớp mắt lao ra mấy vạn trượng xa, lại không có bị một đạo lôi điện bổ chúng mà tới bắt đầu đến cuối cùng, giang giật đều là nhắm mắt lại, một mặt thong rong. Gặp quỷ, này nhân loại tiểu tử rất cổ quái. Sư si yêu đế thì thào hai câu, trong mắt hung quang lần nữa lóe lên, thân thể bắn tới, khóe miệng cũng đều là lạnh ý, hú giải nói tiểu tử. Coi như người có thể xuyên qua lôi hải lại như thế nào người có thể chạy ra bản đế lòng bàn tay ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bản đế lưu người toàn thây. chương 517, thiên nhân hợp nhất, Dầm dầm dầm, nương theo lấy từng đợt lôi giống, từng đạo điện xà thiểm điện gào thét mà xuống, mỗi một đầu điện xà tựa hồ cũng đem hải thiên núi liền cùng một chỗ, phía dưới nộ hải sóng lớn, không trung cuồng phong gào thét, màn mưa mưa như chút nước, tràng diện này cực kỳ khủng bố, cũng cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. Càng khiến người ta kinh dị là, tại nộ hải sóng lớn bên trong, một cái tóc đỏ thiếu niên như quỷ mị vượt biển mà đi. Trên mặt của hắn giếng nước yên tĩnh, con mắt là nhắm lại, nhưng hắn không cần nhìn đều có thể biết rõ bốn phía lôi điện muốn bổ vào phương nào, thân ảnh của hắn chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, rất là phiêu giật, vô số điện xà tại vạch phá bầu trời đánh xuống, nhưng chính là bổ không chúng hắn. a sư si yêu đế cùng giang giật cũng không biết chính là, giờ phút này đáy biển vạn trượng phía dưới, một cô cổ quan vô thanh vô tức tại đáy biển tiến lên, rất kỳ quái chính là kia cổ quan bên trên rõ ràng lóng lánh bạch quang, cổ quan bên trên còn có rất nhiều kỳ dị ký tự như ẩn như hiện, nhưng đáy biển rất nhiều hải yêu nhưng căn bản nhìn không thấy, không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí, một chút hải yêu bị cái này cổ quan đụng bay, nó còn không hiểu thấu bốn phía quét qua, cuối cùng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, cái này cổ quan tại đáy biển tiến lên, cũng không có gây nên nước biển bất cứ ba động gì, rất là quỷ dị. Trong cổ quan có thiếu nữ, một đầu qua eo tóc tím dị thường xinh đẹp, trên người nàng mặc một thân xinh đẹp phái tím, một tấm không thi phấn trang điểm hoàn mỹ, không một tí vết mặt có thể làm thiên hạ bất luận cái gì nam tử si mê, nhất là nàng cặp kia như chân châu con người đen nhánh, càng là thâm thúy vô cùng, linh khí người phần, để nàng cả người có một loại khí chất linh động. Giờ phút này, thiếu nữ cặp kia trong mắt to đều là kinh nghi, nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua vạn trượng nước biển, nhìn thấy trên mặt biển tràng cảnh, nàng cặp kia đôi mắt đẹp một mực khóa chặt giang giật, cong cong lông mi lắc một cái lắc một cái, trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất?" Thiếu nữ lông mày nhíu lên, nghi ngờ thấp giọng thì thào, "Trong truyền thuyết tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể cùng thiên địa hợp nhất, có thể từ thiên địa bên trong cảm giác phụ cận hết thảy tình huống, tiến vào loại trạng thái này bên trong, cũng dễ dàng nhất cảm ngộ đạo văn." Cái này thiên tinh đại lục cổ quái thiếu niên, lại có được như thế tư chất nghịch thiên không đúng, đây không phải thiên nhân hợp nhất, nếu như là thiên nhân hợp nhất lời nói, thiếu niên này đều không cần đi lại, tâm niệm vừa động có thể để kia lôi điện tự động chuyển hướng, hắn đứng tại chỗ lôi điện đều bổ không chúng hắn, còn có thể khống chế lôi điện đánh chết cái này yêu đế, giống như đây không phải thiên nhân hợp nhất, đây cũng là cái gì đâu. Cổ quan lặng yên giảm tốc, thiếu nữ tóc tím trong con người cũng sáng lên đạo đạo quang mang, một mực khóa chặt giang giật, nàng tựa hồ rất hiếu kỳ, nghĩ cha xét rõ ràng dưới, giang giật đây rốt cuộc là kỳ dị gì thần thông. Trên thực tế, giang giật chính mình cũng không biết chỗ hắn tại một loại gì trong trạng thái, Hắn cũng tỉnh tỉnh mê mê bên trong, vừa rồi hắn cưỡi nhai tí thú thông qua bầu trời trên tầng mây hồ quang điện lấp lánh, cùng tình huống chung quanh, còn có nội tâm báo động, đánh giá ra lôi điện đánh xuống thời gian cùng phương vị. Một khắc này, hắn toàn bộ tinh khí thần đều tập trung ở nơi này, có lẽ cũng là bởi vì như thế, hắn không hiểu tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cùng thiên địa này là một thể, hắn liền là thiên địa, thiên địa liền là hắn, hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được thiên địa ba động nhẹ nhõm làm ra phán đoán, nhẹ nhõm tránh né đánh xuống lôi điện. Hắn tiến vào hồn nhiên quên mình trạng thái, một lòng chỉ là muốn xuyên qua mảnh này lôi hải, tinh thần của hắn đều bị cái này lôi điện hấp dẫn. Hắn quên đi chính mình ở đâu, quên đi sau lưng yêu đế, quên đi hết thảy, hắn toàn bộ thế giới chỉ còn lại trên bầu trời lôi điện. Cứ như vậy, hắn như một cái phiêu giật linh hồ tại trong rừng chấp động nhanh chóng xuyên qua lôi hải. Đằng sau theo tới sư sĩ yêu đế thì thảm rồi, nếu như là lôi khu bên ngoài, hắn ngược lại là có thể nhẹ nhõm tránh đi, cái này lôi trong vùng lôi điện nhiều lắm, hắn nhiều lần đều kém chút bị chém chúng, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, giờ phút này đã sớm chết rồi, mặc dù như thế cũng làm đến đầy bụi đất. Mắt thấy cùng giang giật khoảng cách càng kéo càng xa, yêu đế nội tâm giận dữ không thôi, nhưng cũng không dám làm loạn. Cái này lôi điện mặc dù phách không chết hắn, nhưng nếu là thật bổ chúng, hắn ít nhất hội lột một tầng ra, đến lúc đó còn thế nào truy sát giang giật. Giang giật tốc độ không nhanh không chậm, thắng ở hắn không ngừng tiến lên, yêu đế tốc độ nhanh, nhưng hắn chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn muốn lui nhanh, đi vòng một đoạn đường, sở dĩ khoảng cách song phương càng kéo càng xa. Sau một nén nhang, yêu đế đã không nhìn thấy giang giật, chỉ có thể dùng thần thức khóa chặt giang giật. Lôi hải đều rất lớn, coi như yêu đế toàn lực thẳng tắp bay qua cũng muốn gần nửa canh giờ, giống như tiếp tục dạng này mang xuống, giang giật sẽ rất mau ra lôi hải. Bất quá yêu đế cũng không lo lắng, bởi vì nó đã khóa chặt giang giật khí tức, bằng vào giang giật tốc độ coi như cho hắn trước đào tàu nửa ngày yêu đế cũng có thể nhẹ nhõm khóa chặt hắn đuổi kịp hắn nửa canh giờ giang giật xông ra trung tâm biển sấm sét phía trước đánh xuống lôi điện ít một chút tốc độ của hắn cũng càng nhanh thêm mấy phần căn bản đều không cần tránh né chỉ là hành tàu lùa tuyến trở nên có chút khúc chiết một chút chợt trái chợt phải lơ lửng không cố định một canh giờ sau giang giật rốt cuộc sông ra lôi hải tại thời khắc này hắn cũng tự động theo loại kia trạng thái kỳ dị bên trong thoát ly ra hắn mở mịt bốn phía quét qua trong lúc nhất thời đều quên hắn người ở phương nào vừa rồi chuyện gì xảy ra xoạt vào thời khắc này phía dưới nước biển tự động tách ra một cỗ cổ quan lặng yên thoáng hiện cổ quan bên trên bạch quang lấp lánh phía trên phù văn như ẩn như hiện nhưng theo như vừa rồi giang giật căn bản không nhìn thấy kia cổ quan hậu phương yêu đế cũng căn bản dò xét không đến cổ quan tồn tại ông cổ quan nhẹ nhàng chỗ bay tới tại giang giật bên người dừng lại một cái như là dương chi ngọc tay theo trong cổ quan đưa ra ngoài, như thiểm điện đem giang giật kéo vào trong cổ quan. Giang giật vừa rồi ngay tại mờ mịt bên trong, trong nội tâm cũng không có nửa điểm báo động, sở dĩ hắn thẳng đến thân thể bị người khẽ động lúc mới thức tỉnh tới. Trên người hắn sát lục chân ý trước tiên chuẩn bị phóng thích, trong tay hỏa linh châu cũng phát sáng lên, bất quá một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, để hắn ngừng lại, người muốn chết, tự loạn động đi, yêu đế tới, bản tiểu thư cũng mặc kệ ngươi. a à. Giang giật giật mình tỉnh lại, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, xem xét phía dưới hắn lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn giờ khắc này ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, giống như là một cái thuyền nhỏ bên trong, trên thuyền nhỏ có một thiếu nữ, mặc một thân trường bào màu tím, còn có một đầu qua eo mái tóc tím dài, bất qua thiếu nữ này trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ. Giang giật chỉ có thể nhìn thấy một đôi sâu xa như biển con ngươi, thiếu nữ này con ngươi quá đẹp, đến mức giang giật đều nhìn thoáng qua đều mê mẩn. Rất quỷ dị là, Giang giật rõ ràng là bị kéo vào một tòa trong cổ quan, nhưng từ bên trong xem bên ngoài, lại cảm giác đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, thuyền nhỏ bị một cái màu ngà sữa vòng bảo hộ bao phủ, giờ phút này chính nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh phá hải mà đi. Oanh, lúc này, trên bầu trời một đạo lôi điện đánh xuống chính giữa cái này cổ quan, Giang giật ánh mắt cũng bị bầu trời lôi điện bừng tỉnh, hắn bản năng nghĩ thuấn gì mà đi, nhưng này thiếu nữ lại lần nữa mở miệng, đừng nhúc nhích, tại cái này thần quan bên trong, an toàn vô cùng, coi như yêu đế đều không tổn thương được ngươi, ngươi nếu là lộn xộn, bản tiểu thư liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Chương 518, ta họ y. Suy suy, quả nhiên, kia lôi điện gào thét mà xuống, lại xuyên thấu cổ quan thẳng tắp lao xuống đi, thoáng cái chui vào dưới biển không thấy, tựa như cái này cổ quan là trong suốt. Giang giật hít mũi một cái, não hải nhanh chóng chuyển động, rất nhanh làm rõ suy nghĩ, cũng nhớ tới sự tình vừa rồi. Vừa rồi hắn tiến vào một loại không hiểu trạng thái, quỷ thần xui khiến vượt qua lôi hải, còn đem yêu đế vung ra đằng sau. Vừa ra lôi hải tiểu bị thiếu nữ này kéo vào cái này thuyền nhỏ bên trong, từ trước mắt đến xem, thiếu nữ này đối với hắn không có ác ý, mà lại cái này thuyền nhỏ cũng rất thần kỳ, thiếu nữ kia còn nói tại cái này thuyền nhỏ bên trong yêu đế đều không tổn thương được hắn. Hắn ép buộc chính mình chấn định lại, chân thành hướng thiếu nữ chắp tay nói, tại hạ giang giật, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Thiếu nữ tóc tím trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn rất là lãnh đạm hờ hững nói ra, không cần phải khách khí, ta cứu mạng một mạng, nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Giang giật lần nữa vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, tiểu thư mời nói. Thiếu nữ đưa tay hướng về sau vừa mới chỉ, hờ hững nói, vừa rồi ngươi xuyên qua lôi hải lúc, có thể nhẹ nhõm đánh giá ra lôi điện đánh xuống vị trí, người đây là thần thông gì. Cái này, Giang giật bị đã hỏi tới, chính hắn còn tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng, lại như thế nào có thể giải thích. Thiếu nữ tóc tím gặp Giang giật trầm mặc không nói, đôi mắt lấp lóe, còn tưởng rằng không muốn nói, nàng hừ lạnh một tiếng khoát tay nói tốt, người không muốn nói đừng nói là, bản tiểu thư chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Người ta cùng thuộc nhân tộc, người bị yêu tộc truy sát, ra ngoài nhân loại đạo nghĩa cứu người một mạng cũng là nên. Giang giật liền vội vàng gật đầu, ừm, tiểu thư cao thượng, ngày sau nếu là có cần dùng đến giang mỗ địa phương, giang mỗ tuyệt không hai lời. Tốt, người ở lại đi, chờ qua hoang vu Đông Hải, phía trước liền là phượng minh đại lục, bản tiểu thư đưa ngươi đi đại lục, con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Thiếu nữ lạnh lùng nói một câu, tự nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói nữa. Giang giật nội tâm khẽ động, nghe khẩu khí thiếu nữ này với bên ngoài thế giới rất quen thuộc an à nếu là thiếu nữ này có thể mang chính mình đoạn đường liền tốt bất quá nghe thiếu nữ này ngữ khí, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn vượt qua mảnh này hải vực. Mặc dù như thế, Giang giật cũng đối thiếu nữ này vô cùng cảm kích, đương nhiên nội tâm của hắn vẫn là rất lo lắng bất an, yêu đế chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. cái này thuyền nhỏ thật có thể chống đỡ được yêu đế công kích. hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thuyền nhỏ rất nhỏ hẹp, hai người phân biệt ngồi một đầu. trong hộ cháo có thiếu nữ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể, thấm lòng người phi, giang giật ngồi một hồi cảm giác có chút xấu hổ, cũng may thiếu nữ này giống như nhập định tại tu luyện để giang giật có chút tự tại ta. thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh so giang giật thuấn di còn nhanh hơn gấp 2, đoán chừng có thể đạt tới kim cương đỉnh phong tốc độ. Để giang giật cảm giác rất là ngạc nhiên là hắn xuyên thấu qua hơi mở vòng bảo hộ, rõ ràng ở trong biển nhìn thấy có mấy cái hải yêu, nhưng này hải yêu lại nhắm mắt làm ngơ, tựa như không nhìn thấy thuyền nhỏ cùng các nàng. Cái này thuyền nhỏ thật thần kỳ, giống như yêu đế đuổi theo, cũng không nhìn thấy chúng ta, tự triệt để an toàn. Giang giật âm thầm cảm khái, giống như, hắn biết rõ đó căn bản không phải thuyền nhỏ, mà là một cỗ cổ quan, hội càng thêm ngạc nhiên. Thiếu nữ này mặc vào quần áo, mang tới mặt nạ, tăng thêm trước đó giang giật chỉ là tại tử vong chi hải nhìn qua, sở dĩ cũng không có nhận ra. Cứ như vậy, giang giật một đường suy nghĩ lung tung, nội tâm thấp thỏm, cũng rất là đứng ngồi không yên. Đối diện thiếu nữ lại một mực tại trong nhập định, trên người nàng thoạt nhìn không có nửa điểm cường giả khí tức, tựa như một cái tay chói gà không chặt yếu đuối thiếu nữ. Giang giật ngược lại là không có đặc biệt ý nghĩ, không nói cái này thuyền nhỏ vô cùng thần kỳ, khẳng định là trí bảo, thiếu nữ này lẻ loi một mình tại trong biển sâu sông sáo, không có khả năng không có hộ thân thủ đoạn. liền nói thiếu nữ này cứu được nàng, đối với hắn có đại ân, hắn đương nhiên sẽ không đi hại thiếu nữ này, càng không khả năng đến cướp đoạt đối phương bảo vật. Nửa ngày, một ngày, một đường gió êm sóng lặng, giang giật tâm cũng thời gian dần trôi qua an định xuống tới, một đường thường xuyên đều có thể gặp được hải yêu, nhưng không có một cái hải yêu phát hiện các nàng càng không có hải yêu công kích thuyền nhỏ. Giang giật đều cảm giác đang nằm mơ, cũng lần thứ nhất cảm nhận được thế giới bên ngoài thần kỳ cùng cường đại. Hưu, một ngày rưỡi về sau, hậu phương một thân ảnh mà đến, thân ảnh kia phía trên khí thức cường đại rất là dọa người, coi như thuyền nhỏ có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng này khí thức vẫn là chảy vào, để giang giật tâm kéo căng như dây cung. Sư si yêu đế đuổi tới, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng thiếu nữ tóc tím, tại thời khắc này cũng mở mắt ra, bất quá nàng cặp kia như chân châu trong con ngươi không có nửa điểm kinh hoàng, nhàn nhạt nhìn qua trên không trung càng bay càng gần sư si yêu đế, khẽ hé môi son nói, Giang. Giang giật, người không cần khẩn trương, đừng nói cái này yêu đế chỉ là trung gia yêu đế, liền xem như cao gia yêu đế cũng không phát hiện được chúng ta, trừ phi đỉnh phong yêu đế mới có thể dò xét đến. Giang giật bị thiếu nữ này lạnh nhạt khí chất lây nhiễm, có chút trầm tĩnh lại, bất quá một đôi mắt vẫn như cũ gắt gao, xuyên thấu qua hơi mở vòng bảo hộ nhìn chằm chằm kia sư si yêu đế. Tới gần, tới gần, sư si yêu đế rất mau đuổi theo tới, tốc độ của hắn so thuyền nhỏ nhanh lên mấy phần, đáng tiếc hắn đối với phía dưới thuyền nhỏ không có nửa điểm phát giác, thẳng tắp từ nhỏ trên thuyền uổng phí lướt qua, hướng phương xa bay đi. Hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Hướng thiếu nữ tóc tím chắp tay nói, tiểu thư bảo vật quá thần kỳ, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Ha ha, thiếu nữ lần thứ nhất phát ra tiếng cười, đáng tiếc trên mặt nàng bị mặt nạ bao trùm không nhìn thấy, giang giật cũng sẽ không mạo muội dùng thần thức dò xét. Chọc giận tiểu thư này, đem hắn hướng ra phía ngoài ném một cái, sư si yêu đế đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Thiếu nữ cười một tiếng về sau, đạm mạc nói ra, giang giật, thế giới này rất lớn, thần kỳ bảo vật đếm không hết, cường giả cũng như sang sông Lý Ngư, bên ngoài rất nhiều thần thông, người có thể đều chưa từng nghe thấy. Người về sau sẽ từ từ biết đến, bản tiểu thư khuyên ngươi một câu ở bên ngoài sông sáu ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm phải học được điệu thấp cao điệu phách lối người thường thường sẽ chết rất nhanh đấy giang giật nhẹ gật đầu cảm kích nói ra giang mỗ ghi nhớ tiểu thư dạy bảo thiếu nữ khe vuốt cầm, lần nữa nhắm mắt nhập định mặc kệ giang giật cổ quan nhanh chóng tiến lên giang giật hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày cũng có chút nhàm chán dứt khoát cũng nhập định lính hội vu thuật thời gian như lưu thủy trước mắt nửa tháng trôi qua Cổ quan như U Linh tiến lên, một đường thông suốt, coi như đi ngang qua lôi hải, cổ quan cũng nhẹ nhõm tiến lên, không bị ảnh hưởng chút nào. Trên đường thường xuyên tao ngộ hải yêu, còn gặp hai cái yêu vương, nhưng những này hải yêu căn bản dò xét không đến cổ quan tồn tại. Thiếu nữ một mực bế quan, giang giật ngoại trừ ngẩn người bên ngoài, liền là lĩnh hội vu thuật, cũng là nhàn nhã. Cái này một ngày, giang giật còn tại trong nhập định, hắn đột nhiên cảm giác thân thể run lên, chờ hắn khi mở mắt ra, vậy mà phát hiện không tại thuyền nhỏ bên trong. Hắn mờ mịt quét qua, còn vận dụng thần thức điều tra, quả nhiên không có bất kỳ phát hiện nào, yêu đế đều dò xét không đến kia cổ quan, hắn tự nhiên cũng dò xét không đến. Giang giật, phía trước liền là phượng minh đại lục, ta còn có việc, tự không mang theo ngươi, như vậy phân biệt đi. Thiếu nữ kia thanh lãnh thanh âm đột ngột giữa không trung vang lên, giang giật tại mặt biển ổn định thân hình, cảm kích hướng truyền thanh phương hướng thật sâu vái trào, trầm giọng nói, lần nữa cảm tạ tiểu thư, Mạo muội hỏi một tiếng tiểu thư Phương Danh, ngày sau nếu là có cơ hội, Giang Mẫu nhất định báo đáp đại ân của ngươi. Ha ha, thiếu nữ cười nhạt một tiếng, thanh âm từ từ đi xa. Hiển nhiên cổ quan đã hướng phía trước chạy tới. Ta họ Y, xếp hạng thứ ba. Ngươi nếu là có thể đến Đông Hoàng Đại Lục, tùy ý sau khi nghe ngóng tự nhiên có thể biết ta là ai. Còn báo ân thì không cần, giống như ngươi có thể đạt tới Thiên Quân Cảnh, liền đến tìm ta đi. Ta có thể ban thưởng ngươi một cái to lớn tiền đồ. Gia nhân đã nơi xa. Giang giật vẫn còn như ngốc gà đứng ở nguyên địa, hắn trong miệng thất thần lầm bầm, họ y mẫu thân không phải cũng họ y sao đồng thời đông hoàng đại lục, khó khăn không phải một nhà. chương 519, thay hình đổi dạng, Giang giật rất muốn đuổi theo bên trên thiếu nữ tóc tím kia, hỏi nàng một chút là phủ nhận thức y phiêu phiêu, cùng mẹ hắn thân phải chăng có quan hệ nhưng nghĩ tới cái này cổ quan tốc độ, giờ phút này cũng đã ở xa ngoài trăm dặm, hắn cũng liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì lời của thiếu nữ, khơi dậy hắn ngông nghênh. Còn như báo ân thì không cần, giống như ngươi có thể đạt tới thiên quân cảnh, liền đến tìm ta đi, ta có thể ban thưởng ngươi một cái to lớn tiền đồ. Thiếu nữ có lẽ là vô tâm ngữ điệu, nhưng nàng trong giọng nói tự nhiên mà vậy bên trong tự có một loại cao cao tại thượng kiêu căng, tựa như một cái công chúa cùng một cái bình dân đối thoại. Giang giật nghĩ báo ân, đối phương lại cho rằng Giang giật chút thực lực ấy căn bản không thể giúp nàng cái gì, còn tuyên bố, hắn nếu là tu luyện tới thiên quân cảnh, tự ban cho hắn một cái to lớn tiền đồ. Ban cho, hai chữ này đâm bị thương giang giật, hắn đời này chưa từng ăn đồ bố thí, hắn hết thảy đều dựa vào chính mình song quyền đánh ra tới. Hắn muốn cái gì đồ vật, hội bằng vào thực lực của mình đi tranh thủ, sẽ dùng mệnh đi liều, mà không phải dựa vào người khác đáng thương, ban ân. Không bằng hắn ngược lại là không có oán hận thiếu nữ này, một người ở vào địa vị gì, tâm tính cũng sẽ tùy theo cải biến. Thiếu nữ này có được như thế bảo vật, có thể tùy ý tại hoang vu trong đông hải sông sáo, liền yêu đế đều nại không gì nàng, không cần phải nói xuất thân của nàng khẳng định bất phàm. Nàng lối ra ngậm miệng không phải đỉnh phong yêu đế, liền là thiên quân, nhà nàng khẳng định có thiên quân cường giả, hẳn là cũng không ít, nàng chướng mắt giang giật một tên phế nhân cũng bình thường. Giang giật có lẽ có ít kỳ dị, tỉ như hắn tại trong lôi hải tiến vào không hiểu trạng thái, để thiếu nữ đối với hắn có chút hứng thú. Nhưng hắn trung quy là một cái luyện hóa thêm thiên thạch, đem thân thể của mình cho luyện hỏng phế nhân thiếu nữ có chút không nhìn chúng hắn cũng là nhân chi thường tình không có khốn long thảo giang giật cũng biết chính mình là một phế nhân không nói cái gì hắn cũng không thể tu luyện viên thứ ba tinh thần nguyên lực đã bá đạo như vậy giống như hắn dám tu luyện viên thứ tư tinh thần thân thể của hắn tuyệt đối sẽ nổ tung sở dĩ hắn ngoại trừ lĩnh hội vô thuật tìm hiểu đạo văn bên ngoài còn lại cũng không thể tu luyện thực lực của hắn tăng lên không gian cũng chính là có hạn đổi lại là giang giật giống như hắn là thiên tinh đại lục chúa tể ra ngoài du ngoạn trên đường cứu được một cái thần du đỉnh phong võ giả cái này võ giả có một ít chỗ khác thường nhưng thân thể cũng luyện hỏng đoán chừng đời này không có hy vọng đột phá kim cương cảnh ngươi nói giang giật có thể hay không đem cái này võ giả mang về thiên tinh đại lục đoán chừng kết quả cuối cùng cũng thế cứu được cái này võ giả sau đem hắn nhét vào nửa đường quay đầu cũng nói một câu nếu ngươi có thể đột phá kim cương cảnh có thể đi thiên tinh đại lục tìm ta ta ban cho ngươi một cái to lớn tiền đồ Đồng dạng đạo lý, sở dĩ giang giật cũng không buồn bực thiếu nữ này, thân phận địa vị không giống, tâm tính cũng sẽ không đồng dạng, giọng nói chuyện cũng sẽ khác biệt, đây chính là thực lực không ngang nhau kết quả, thế giới này rất hiện thực. Ha ha, y tiểu thư, giang mỗ nếu là không có đạt tới thiên quân cảnh, cũng không mặt mũi đi gặp ngươi. Kinh ngạc nghĩ một lát, giang giật cười khổ một tiếng, thu hồi nỗi lòng ánh mắt nhìn về phía đông phương, thiếu nữ tóc tím nói qua phía trước liền là phượng minh đại lục, hắn không thể không giữ vững tinh thần. Lần thứ nhất tiến vào phượng minh đại lục gặp được sự tình gì cái này đại lục sẽ có hay không có thiên quân cường giả giang giật không được biết, nhưng hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, tuyệt không thể bại lộ thân phận, bởi vì tất cả đại lục đều có võ điện phân điện, nói không chừng giờ phút này tất cả võ điện phân bộ đều nhận được mệnh lệnh, đang tìm kiếm hắn. Đi, hắn hai chân khẽ động, thần thức hướng phía trước phúc tán mà đi, một bên dò xét tình huống chung quanh, một bên vượt biển mà đi. Sắp đến phượng minh đại lục, tùy thời đều có thể gặp được địch nhân, hắn không thể không cẩn thận một chút. Hắn không dám thả ra nhai tí thú, cũng không dám thuấn di, đây chính là hắn ký hiệu, một khi truyền ra rất dễ dàng bị người hoài nghi, hắn còn mang tới bách biến mặt nạ, đem khuôn mặt cải biến. Bôn tàu nửa ngày, phía trước bắt đầu xuất hiện một chút tiểu hải đảo, cái này phượng minh đại lục hoàn toàn chính xác nhanh đến, chỉ có thiền hải khu vực mới có thể xuất hiện nhiều như vậy hải đảo. Hưu, Giang giật tại phụ cận dò xét một lần, xác định phủ cận không ai về sau, vọt vào một cái hải đảo bên trong đế cung lóe lên hắn đem tất cả mọi người phóng ra mọi người tại đế cung bên trong kìm nén gần một tháng vừa ra tới đều cảm giác hưng phấn vô cùng bốn phía liếc nhìn tiền vạn quán càng là hoa hoa kêu to lão đại đến đông hoàng đại lục làm sao nhanh như vậy a à, lúc này mới một tháng không đến à, a hoa ha ha là ta tiền vạn quán đại triển quyền cước thời điểm ba giang giật vỗ sau gáy của hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói ra đây chỉ là phượng minh đại lục vẫn là ở bên ngoài hải đảo còn như đông hoàng đại lục ở đâu, ta còn không biết đâu. Thiếu ra, gia, Giang Tiểu Nô lại là có chút trách cứ thấp giọng nói ra, nhai tí thú nói ngươi gặp được nguy hiểm, có yêu đế truy sát ngươi, ngươi vì sao không đem ta phóng xuất, cùng một chỗ nghênh chiến còn có. Ngươi là thế nào thoát khỏi yêu đế? Giang giật đã có thể thản nhiên đem mọi người phóng xuất, tự nhiên là thoát khỏi yêu đế truy sát, mọi người đối với hắn thực lực hiểu rất rõ, đánh giết yêu đế kia là tuyệt không có khả năng. Việc này nói rất dài dòng giang giật đem thiếu nữ tóc tím kia sự tình giải thích một lần tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau một cái sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng thế giới bên ngoài quả nhiên hung hiểm giang giật thực lực như thế cường đại không cẩn thận cũng muốn chết không có chỗ chôn a à. tốt đại gia đừng nghĩ nhiều như vậy ta đi trước bắt hai cái dã thú hảo hảo ăn một bữa tại hải đảo này nghỉ ngơi một ngày các ngươi cũng chỉ có thể lần nữa vào đế cung bên trong tại không có triệt để an toàn trước đó ta không thể đem các ngươi phóng xuất hy vọng các người có thể hiểu được. Giang giật nói xong hướng hải đảo bên trong sông ra, mọi người liếc nhau nở nụ cười khổ. Chiến vô song trong đôi mắt càng là lóe ra một tia ảm đạm, hắn tốc độ tu luyện tại thiên tinh đại lục có lẽ xem như không tệ, nhưng thực lực vẫn chỉ là thần du ngũ trọng, chút thực lực ấy căn bản không thể giúp Giang giật. Đối với Giang giật an bài, mọi người cũng lý giải, các nàng duy nhất có thể làm, cái kia chỉ có tu luyện lại tu luyện, tranh thủ thực lực trở nên mạnh hơn, về sau mới có thể trợ giúp Giang giật hảo hảo ăn một bữa, giang giật đột nhiên lấy ra một cái dao găm, đem chính mình mái tóc màu đỏ cho bới sạch sành xanh, biến thành một cái đại quang đầu. còn tại vân phía kia cầm một cái tử kim vòng tai, tai trái đánh một cái lỗ tai treo lên vòng tai, đổi lại bên trên một thân thiên huyền quốc đặc hữu gia thú chiến bào, cả người ngoại hình khí chất đều đại biến dạng, trở nên giang tiểu nô đều kém chút không biết hắn Khóc, uy mãnh lão đại người cái này cuồng giã cách ăn mặc là muốn mê chết một đám thiếu nữ a, à. tiền vạn quán giơ ngón tay cái lên. Chiến vô song cùng vân phỉ buồn cười cười thầm, Giang Tiểu Nô không có bật cười, trong mắt lóe lên một tia si mê, ở trong mắt nàng Giang Giật vô luận như thế nào trang phục, nàng đều thích. Giang Giật đã nhanh 18 tuổi, thân cao gần 6 thước, rộng eo hẹp, hai chân thon dài, hình thể không gầy không mập, gần như hoàn mỹ. Hắn khuôn mặt không tính rất khôi ngô, nhưng cũng ngũ quan tuấn lãng, trọng yếu nhất chính là hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, giết qua quá nhiều người, cũng từng xuất lĩnh trăm vạn đại quân, sừng sướng tại đại lục chi đình cư di khí, dưỡng di thể. Trong lúc phất tay giang giật tự có một loại thượng vị giả khí tức, ánh mắt sắc bén uy nghi, có một phen đặc biệt nam tử dương cương chi khí, thân thể thiếu niên lại có được thành thục nam nhân mới có khí chất. Cái này rất mâu thuẫn, cũng đặc biệt làm cho người chú mục, có loại hạc giữa bầy gà hương vị, xa xa không phải loại kia dựa vào gia tộc tiểu bạch kiểm công tử có thể so sánh, đối với thiếu nữ lực hấp dẫn xác thực rất mạnh. Tốt, đại gia nghỉ ngơi đi, trời sáng ta tựu lên đường vào phượng minh đại lục tìm hiểu thoáng cái đông hoàng đại lục sự tình. Giang giật theo ánh mắt của mọi người trông được ra, hắn cái này cải tiến rất thành công, người một nhà đều kém chút không nhận ra, đi phượng minh đại lục cũng sẽ càng thêm an toàn, chí ít sẽ không một chút tự bị võ điện người nhận ra thân phận. Cắt cắt chương 520, tiểu khả ái. Phượng Minh Đại Lục Tây Hải, một cái tuổi trẻ nam tử vượt biển mà đến, hắn mặc một thân gia thú chiến bào, nửa cái lồng ngực lộ ở bên ngoài, kia từng cục cơ bắp bên trên còn có đạo đạo vết sẹo, trên đầu mang một cái đại quang đầu, tay trái treo một cái hình bầu dục vòng tai, có một cái hẹp dài thiên khí chiến đao, trên thân mặc dù cũng không có khí thức cường đại, nhưng mắt hổ bên trong tinh mang lập lè, làm người ta không thể coi thường. Giang giật thần thức một mực bốn phía lướt nhìn, đối với cái này phượng minh đại lục trong đầu của hắn không có nửa điểm tư liệu. Đại lục kẻ thống trị là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, hay là đặc thù chủng tộc, giang giật nhất khiếu bất thông, bất qua thiếu nữ tóc tím kia không có đặc biệt gợi ý, hiển nhiên đại lục hẳn là sẽ không không phải tuyệt địa. Hắn nhất định phải vào trong đại lục, tìm hiểu một chút tình báo, giống như có thể được đến toàn bộ thế giới địa đồ, vậy liền hoàn mỹ. Hắn một đường cẩn thận dò xét, một khi có người hoặc là quân đội hắn sẽ tránh đi, giống như có thể vụng trộm tiến vào đi vậy liền tốt nhất rồi, hắn cũng không dám theo dưới biển đi, sợ phía dưới có cái gì cấm chế bên trong, tình huống như vậy sẽ rất hỏng bét. Đại lục càng ngày càng gần, giang giật đều có thể xa xa nhìn thấy một mảnh thương mang lục địa, nhưng bốn phía vẫn là không có một người một cái hải yêu. Giang giật dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước vượt biển mà đi, chờ tiếp cận đại lục về sau, xác định phụ cận không người về sau, hắn thân thể lóe lên lên lục địa. Bốn phía quét qua, Giang giật phát hiện phụ cận là một mảnh hoang dã, hắn bắt đầu bốn phía đi dạo, dò xét tình huống xung quanh. Hắn đem trong đan điền nguyên lực ngừng vận chuyển, chỉ bằng mượn nhục thể bôn tẩu, như vậy trên người hắn khí tức sẽ hoàn toàn ẩn tàng, ngoại nhân dò xét hắn, căn bản không thể cảm ứng thực lực chân chính của hắn. Nhân loại, bôn tàu nửa canh giờ, giang giật xa xa phát hiện một thành trì, hắn thần thức tại thành trì bên trên một đội nhân loại quân sĩ bên trên đảo qua lập tức đại hỷ. Cái này phượng minh đại lục là nhân loại thống trị, vẫn là nhân loại bình thường, cũng không phải là đặc thù chủng tộc, giang giật triệt để yên tâm lại, hắn có thể quang minh chính đại trà trộn vào đi, lại chậm chậm mưu toan. Hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện trên tường thành quân đội thực lực cũng không tính là mạnh, tối cường võ giả chỉ có thần du cảnh, còn lại quân sĩ đều là tử phủ cảnh. Tòa thành nhỏ này nội ứng nên không có cường giả, coi như bộc phát cái gì xung đột, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem tất cả mọi người đồ, nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải đến giết người, là đến tìm hiểu tin tức, một khi giết người thân phận bại lộ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Thiếu nữ tóc tím cũng đã nói, ở bên ngoài nhất định phải điệu thấp, nếu không chết như thế nào cũng không biết cho nên có thể không động thủ, giang giật đều sẽ ẩn nhẫn. A, à, giang giật thần thức lại một lần nữa đảo qua đi, lại có chút kinh nghi. hắn phát hiện trên tường thành quân đội lại đều là nữ tử một cái nam nhân cũng không có. tại thiên tinh đại lục, mặc dù có không ít nữ võ giả, thần du đỉnh phong nữ tử không tại số ít. ngân hoa bà bà, bách hoa nương tử vẫn là kim cương cường giả, thủy u lan càng là mang theo một cái đệ nhất thiên hạ danh hào. nhưng người nào cũng không thể phủ nhận đại lục cường giả bên trong nam tử hoàn toàn lực áp nữ tử, trong quân càng là ít có nữ tử, nữ tướng quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn nữ tử tạo thành quân đội, ngoại trừ đại gia tộc tiểu thư đùa giỡn bên ngoài, căn bản không có. Chẳng lẽ cái này thành trì thành chủ là nữ tử, sở dĩ đều là nương tử quân. Giang giật trầm ngâm một hồi cũng không đi quản hắn, thân thể hướng dưới mặt đất kín đáo đi tới, hắn chuẩn bị len lén lẻn vào thành nội, tìm cơ hội dò xét tình báo. Cái này thành trì quả nhiên rất nhỏ, dưới thành đều không có vòng bảo hộ, Giang giật nhẹ nhõm theo lòng đất tiềm hành đi thành chỉ phía dưới, thần trí của hắn thận trọng hướng lên trên mặt giò xét mà đi. Phía trên rất là huyên náo, là một cái phiên chợ, Giang giật tùy ý quét qua đầy mắt kinh hỉ, nhân loại ở phía trên nói lời nói hắn thế mà nghe hiểu được, cùng thiên tinh đại lục lời nói giống nhau như đúc. Bất quá quay đầu nghĩ đến, y phiêu phiêu cùng thiếu nữ tóc tím đều là bên ngoài đại lục tới, nói lời cũng cùng thiên tinh đại lục giống nhau như đúc, Giang giật cũng liền bình thường trở lại, nghĩ vậy mà lời nói này là toàn bộ thiên tinh giới thông dụng đi. Hắn thần thức ở phía trên người lặng yên đảo qua, xác định người ở phía trên phục sức cùng hắn cũng không có khác biệt quá lớn, còn có người mặc áo lông trồn, hắn triệt để yên tâm lại, cũng không nghĩ nhiều tìm một cái không người ẩn nấp địa phương, lên mặt đất. Lần nữa trở lại nhân loại thành trì, nhìn xem bốn phía thanh thạch chế tạo phòng ốc, giang giật cảm giác rất là thân thiết. Tại trong biển rộng phiêu linh gần một tháng, rốt cục lại về tới thế giới loài người bên trong, hắn rất có một phen cảm xúc trong thành hắn không dám phóng thích thần thức, đem dưới thân địa đạo che giấu tốt, hắn trở mình nhảy ra hoang phế biệt Việt, đi đến trên đường cái, ánh mắt của hắn bốn phía lướt nhìn, chuẩn bị tìm kiếm tử lâu, tìm người tìm hiểu thoáng cái cái này phượng minh đại lục tình báo. Ừ, vừa đi ra khỏi phố lớn, hắn cũng cảm giác được khác biệt. Hắn phát hiện rất nhiều người ánh mắt đều khóa chặt hắn, rất nhiều người bản đang đàm luận cũng ngừng lại, đi đầy đường người ánh mắt rất nhanh đều khóa chặt hắn. Giang giật chớp chớp mặt, sờ lên cái mũi, Hắn tự nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở a à. hắn còn chưa nói một câu, vì sao đám người này toàn bộ đều nhìn hắn? Chẳng lẽ lại hắn xoái đến bỏ đi hay là hắn cái này tạo hình quá phong cách hay là hắn trên người vương bá chi khí quá rõ ràng. Chanh chanh, trên đường rất nhiều nữ võ giả toàn bộ rút ra binh khí, đem giang giật phơi lại. Mà nam tử thì trốn ở sau lưng, hoảng sợ e ngại nhìn qua hắn, giang giật rất nhanh phát hiện một cái rất kỳ lạ tình huống cái này trên đường cái nam tử gần như đều không ai tu luyện nữ tử lại từng cái đều là võ giả, còn có rất nhiều nữ tử đều là tử phủ cảnh. Càng thêm kỳ quái là, trên đường nữ tử đều khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực, nam tử ngược lại nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí có mấy cái nam tử đều tô son điểm phấn, mặt lộ thẹn thùng hình. Ầm, um, một nữ tử trong tay một tên đạn tín hiệu phóng lên tận trời, rất nhanh trường nhai đầu kia một đội kỵ binh gào thét mà tới. Cái này kỵ binh đều cưỡi từng cái nhị giai yêu thú màu đỏ đại hổ, cũng toàn bộ đều là nữ tử, người cầm đầu người mặc tướng quân chiến khải, khí thức cường đại, rõ ràng là thần du võ giả. Gian tế, còn không thúc thủ chịu trói trở thành chủ đại nhân xử lý, dám loạn động giết chết bất luận tội. Kia nữ tướng quân tuổi tác chừng 30 tuổi, trong tay một cây trường thương chỉ phía xa giang giật, thật xa tựu quát lớn, sát khí trên người đập vào mặt, tùy thời chuẩn bị công kích. Gian tế, giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, không biết cái nào lộ ra sơ hở, lại thoáng cái tựu bị người xem thấu. Nội tâm của hắn cũng rối rắm Chiến vẫn là nhẫn chiến, hắn nhẹ nhóm có thể chém giết tất cả mọi người, chỉ là hắn sẽ có có thể sẽ bị Phượng Minh Đại Lục cường giả truy sát. Nhịn, Giang giật rất nhanh làm ra quyết định, cái này thành trì bên trong tối cường võ giả hẳn là chỉ có thần du đỉnh phong, hắn tùy ý có thể chém giết. Trước tạm nhìn xem thành chủ này xử trí như thế nào hắn a. À. Hắn bật cười lớn, cũng không cái chảy cái cối, chắp tay cười nói tại Hạ Thương Lang thích du lịch thiên hạ đi ngang qua Phượng Minh Đại Lục vào đây du ngoạn, tại Hạ tuyệt đối không có ác ý thỉnh cầu nữ tướng quân dẫn ta đi gặp gặp thành chủ đại nhân vừa vặn rất tốt. Hừ, cầm xuống, nữ tướng quân quát lạnh một tiếng, mấy tên quân sĩ lập tức theo màu đỏ đại hổ bên trên bay vọt mà xuống, đem giang giật cho đè lại, từ bên hông lấy ra mấy cây màu đen gốc cây, đem giang giật buộc đến cái thịt bánh trưng. Còn đem hắn thiên khí trường đao cho chiếm, không bằng hắn giấu ở trong tay áo hỏa linh châu không có lục soát đi. Mang đi, nữ tướng quân xem giang giật từ đầu đến cuối đều không dám phản kháng, có chút giải sầu, Giang giật mặc dù không có vận chuyển tinh thần bên trong nguyên lực, trên thân không có một tia cường giả khí tức, nhưng hắn tự nhiên mà vậy toát ra tới khí thế, liền làm cái này nữ tướng quân tâm sợ. Cái này gốc cây có vấn đề, Giang giật mỗi lần bị gốc cây trói chặt liền phát hiện vấn đề, cái này gốc cây một chùm trói hắn, tự có một cỗ không hiểu năng lượng đi vào trong thân thể của hắn, ngăn cản hắn vận chuyển nguyên lực, hiển nhiên là chuyên môn dùng để trói buộc người. Không bằng hắn ngược lại là không để ý, sát lục chân ý vừa ra, toàn bộ thành trì người hắn đều có thể chấn áp, hắn có sợ gì chi. Hắn bị một nữ tử mang theo lên màu đỏ đại hổ, đôi này kỵ binh cũng hướng trong thành một tòa cự đại trong trạch viện chạy như bay. Bắt giang giật nữ tử hơn 20 tuổi, bộ dáng dung mạo không tồi, nàng một bên chạy vội, một cái tay lại lặng yên tại giang giật cường tráng trên thân thể sờ tới sờ lui, thậm chí còn đưa tay muốn sờ hắn phía dưới, để giang giật hổ khu vì đó chấn động. Đừng nhúc nhích, nữ tử kia phát giác được giang giật dị trạng, uyển chuyển cười một tiếng, thân thể dán lên giang giật phía sau lưng, đưa lỗ tai tới nói một câu để giang giật triệt để mộng tiểu khả ái, phải ngoan ngoan nha. Thành chủ thích nhất như người loại này cường tráng tiểu nam nhân, nàng nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi, trở thành chủ sướng rồi về sau, tỉ muội chúng ta cũng sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. chương 521, Nữ Vương Quốc, tiểu khả ái, nghe được ba chữ này, giang giật một thân nổi da gà đều dựng đứng lên, nghĩ đến vừa rồi chứng kiến hết thảy, Hắn đột nhiên có loại hiểu ra. Phượng Minh đại lục, Phượng Hoàng Minh đề thế giới này long đại biểu là nam tử, Phượng nhất đại biểu nữ tử, Phượng Hoàng Minh đề, đây không phải là đại biểu cái này đại lục là. Nữ tử vi tôn, toàn thành quân đội đều là nữ tử trên người nữ tử đều đeo binh khí, nam tử lại cơ bản đều không phải là võ giả, phát hiện gian tế cũng là nữ tử đứng ra, nam nhân đều núp ở phía sau mặt. Trọng yếu nhất chính là, giang giật xem rất nhiều nam tử làm dáng, đều có một loại nô tính tựa như loại kia bị ức hiếp đã quen, căn bản không có tự tôn dáng vẻ, cảm giác cái này thành trì bên trong nam tử đều là nữ tử nô lệ. Giang giật thần thức lặng yên dò xét ra ngoài, tại rất nhiều trong trạch viện đảo qua, rất nhanh xác nhận suy đoán của hắn. Rất nhiều trong sân có nam tử tại làm việc nhà, một mặt nô cùng nhau, nữ tử lại đại gia ngồi ở nhà, thậm chí. Có chút nam tử bị người dùng dây xích khóa, giống như một con chó cái chốt trong sân. Ba ba ba, Giang giật còn tại một cái viện gian phòng bên trong, Nhìn thấy một nữ tử ngay tại ngược đãi một cái nam tử, cầm roi ra không ngừng quất nam tử. Kia nam tử không dám kêu thảm, chỉ có thể thấp giọng nghẹn ngào, trơ mắt nhìn nữ tử, im ắng đang cầu xin làm cho, căn bản không có nửa điểm muốn phản kháng ý tứ. Cái này thành trì nam nhân không cứu nổi, Giang giật thở dài một tiếng, hắn không biết bên ngoài thành trì tình huống thế nào, chỉ ít cái này trong thành trì nam nhân chỉ có thể biến thành nữ tử nô dịch, đùa bỡn đối tượng. Giống như toàn bộ đại lục đều là như vậy như vậy phượng minh đại lục liền là một cái nữ vương quốc nữ tử là vua quốc gia tại thời khắc này hắn cũng minh bạch vì sao hắn vừa xuất hiện lập tức tự bị người nhận ra là gian tế cái này thành trì nam nhân khí chất cùng hắn hoàn toàn khác biệt nam nhân xem nữ tử một chút đều muốn lặng lẽ xem nào giống cái kia tứ không kiêng sợ trắng trợn hắn bề ngoài có lẽ cùng trong thành trì nam tử khác biệt không lớn hắn cũng không nói một câu nhưng đúng là hắn ánh mắt kia đổi chắc hắn khí chất của hắn cũng như hạc giữa bầy gà một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra khác biệt. Đã nhô ra thần thức, Giang giật dứt khoát cũng không che che lấp lấp. Dù sao nếu là trong thành có kim cương cường giả lời nói, tuyệt đối có thể phát hiện thực lực của hắn, nếu là không có coi như thần thức đảo qua bọn hắn cũng chỉ là cảm giác có chút dị dạng, không có quá lớn phản ứng. Hắn thần thức trong thành đảo qua, rất nhanh khóa chặt trong thành xa hoa nhất một cái trong trạch viện một cái xinh đẹp phu nhân, hắn thần thức tùy ý tìm tòi lập tức thu hồi, nội tâm cũng biến thành dễ dàng hơn. Thành nội quả nhiên không có cường giả, tối cường một người liền là bản thành thành chủ, thần du đỉnh phong, hắn tiện tay liền có thể chân áp. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến đợi lát nữa đối phó thế nào cái này thành chủ, nếu là thành chủ này không biết tốt xấu, chẳng lẽ đem nàng giết nếu là không giết, nàng nếu là làm loạn, chẳng lẽ lại gặp dịp thì chơi ứng phó thoáng cái. Không được, tuyệt đối không khuất phục phục, giang giật nắm 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 đấm, ai ngờ sau lưng nữ kỵ sĩ, hai cánh tay lại đưa tới, ở trên người hắn từng cục cơ ngực bên trên sờ loạt, một cái tay còn thỉnh thoảng hướng hắn vượt dưới tìm kiếm, hắn lập tức giận tím mặt, quát, ngươi làm gì ngươi đây là đồi phong bại tục, hạ lưu. Lạc 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 lạc, giang giật vừa rơi xuống, một đám nữ kỵ sĩ toàn bộ cười ha hả, sau lưng của hắn nữ kỵ sĩ càng là cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực một đôi hung khí trên dưới lay động, thỉnh thoảng tại hắn trên lưng đảo qua, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Tiểu khả ái, đừng nóng giận a, à, phải ngoan ngoan, Kia nữ kỵ sĩ cười to sau một lúc, đột nhiên hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi nếu là không nghe lời, cẩn thận tỉ tỉ đem ngươi ở chỗ này lột, giải quyết tại chỗ. Dựa vào, Giang giật bạch nhãn trực phiên, tình cảm hắn biến thành một cái yếu đuối thiếu nữ, bị một đám tráng hắn bắt được, đám này tráng hắn uy hiếp hắn, không nghe lời, tại cái này mạnh lên hắn. Giang giật giở khóc giở cười, cố nén nộ khí, trầm mặc không nói, phía sau nữ kỵ sĩ ngược lại là cũng không dám làm loạn, mấy chục con màu đỏ đại hổ một đường gào thét mà đi, rất nhanh đã tới trong thành cái kia trong đại viện. Đi thôi, tiểu khả ái, nữ kỵ sĩ phi thân hạ hổ, đem giang giật kéo xuống, thuận tay còn tại giang giật trên mông sờ soạng một cái, đầy mắt mị ý nói, tiểu khả ái, đi trước gặp thành chủ đi, chế chút các loại chờ thành chủ xong việc, các tỷ tỷ mới hảo hảo thương ngươi. Chật chật, cường tráng như vậy đáng yêu tiểu nam nhân, thật sự là quá hiếm thấy, ta thấy mà yêu a à. Đáng yêu đại gia ngươi. Giang giật rất muốn chửi ầm lên, hắn dáng dấp cao lớn uy mãnh, làm sao đều cùng đáng yêu xả không lên quan hệ a à bất quá đã đến phủ thành chủ, Giang giật ngược lại là cũng không tốt bão nổi, trước trông thấy thành chủ này rồi nói sau. Hắn bị cái kia nữ tướng quân một tay nắm lấy bả vai, nhanh chân hướng bên trong đi đến, một đường đi vào đều có thể nhìn thấy rất nhiều nữ tử hộ vệ, những cô gái này tư sắc đều chịu đựng, cầm trong tay đại đao uy vũ thủ vệ từng đạo đại môn. Nhìn thấy Giang giật những cô gái kia đôi mắt đều sáng lên, tựa như từng cái hổ đói, nhìn chằm chằm Giang Giật cường tráng thân thể, trợn cả mắt lên. Dựa vào, Giang Giật lần nữa cảm giác chính mình tiến vào hoàng đế hậu cung, bị một đám dục cầu bất mãn cung nữ nhìn chằm chằm, muốn ăn sống nuốt sống hắn. Tại một cái xinh đẹp lầu các bên ngoài, kia nữ tướng quân kho người chắp tay quát khẽ, ti chức tham gia thành chủ đại nhân, phát hiện gian tế một tên, bị chúng ta cầm xuống, mời thành chủ định đoạt. Gian tế, một đạo lười biếng mềm mại đáng yêu thanh âm từ bên trong vang lên, mang vào đi đi nữ tướng quân nắm lên giang giật hướng bên trong đi đến một đầu tuyết trắng thảm theo đại môn một mực kéo dài đến bên trong cái này trong lầu các cùng hắn nói là đại sảnh không bằng là một tòa cung điện trong cung điện cực kỳ xa hoa cung điện chỉ có một cái cửa bên cửa ra vào quỳ hai nữ tử nhìn thấy giang giật ánh mắt hai người đồng dạng trở nên cực nóng giang giật còn đến không kịp dò xét cung điện tự bị mang vào cửa bên tiến vào một cái trong tầm cung trong tầm cung có một tấm bạch ngọc giường lớn bốn phía đều treo màu trắng màn lụa, một nữ tử nằm nghiêng tại giường lớn công chính tại chập mắt. Nữ tử rất xinh đẹp, hơn 20 tuổi, dáng dấp ung dung hoa quý, rất có khí chất, trên thân áo bạo ít đến thương cảm, chỉ có một thân thật mỏng áo lót, thân thể rất là đầy đặn, một đôi tuyết trắng thẳng tắp chân dài hoàn toàn bại lộ bên ngoài, dị thường mê người. Ông, phu nhân đôi mắt tại gian giật vào đây một khắc này cũng mở ra, cùng giang giật liếc nhau một cái, một đôi cặp mắt đào hoa thoáng cái phát sáng lên, nàng phất phất tay lười biếng nói ra, cốc cơ, người đi xuống đi. Cha, nữ tướng quân khom mình hành lễ, hướng giang giật nhìn thoáng qua, trong mắt đều là đáng thương chi sắc, nhanh chân đi ra bên ngoài, tẩm cung đại môn thế mà chi chi đóng lại, vách tường cung điện cũng phát sáng lên, thế mà mở ra cấm chế. Cô gái này tướng quân hiển nhiên rất hiểu vị, không muốn ảnh hưởng nhà nàng đại nhân chuyện tốt. Đến từ tha hương thiếu niên lang, phu nhân trên dưới đánh mặt giang giật vài lần, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, nhẹ giọng hỏi người tên là gì a à, từ chỗ nào tới có thể nói cho tỷ tỷ hà mở ra cấm chế hắc hắc trời cũng giúp ta giang giật ngay tại giò xét trong tầm cung cấm chế vậy sẽ để ý tới cái này phu nhân hắn thần thức tại trong cung điện quét qua xác định nơi này coi như phát sinh thiên đại sự tình chỉ cần không đập phá cấm chế người bên ngoài sẽ không biết tâm tình của hắn rất nhanh khá hơn phu nhân gặp giang giật không nói chuyện vén lên màn lụa chậm rãi đi xuống trong đôi mắt đều là dục vọng như một cái sắc dụng nhà bên thiếu niên thiếu phụ, cười quyến rũ nói, dựa theo phượng minh hoàng triều luật pháp, đại lục là tuyệt đối không cho phép tha hương người tiến vào, nếu không sẽ coi là gian tế, giết chết bất luận tội. Thiếu niên lang, nếu như ngươi nếu không muốn chết, ngươi nhất định phải hảo hảo phục thị bổn thành chủ, chỉ cần đem bổn thành chủ hầu hạ dễ chịu, ta có thể thu ngươi làm ái thiếp, ngươi cũng có thể hiển thị rõ vinh hoa phú quý. Hầu hạ ngươi, giang giật rốt cục lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười, gật đầu nói, được rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, bao ngươi. chương 522, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Giang giật cái này ta mị nụ cười rất có mị lực, bản thân hắn tự khí chất bất phàm, ánh mắt càng là kiệt ngạo bất tuần, rất có nghiêng hơi tính, tựa như một cái cuồng dã hùng sư. Phượng Minh Đại Lục Nam Tử bị nữ tử nô dịch nhiều năm, đã sớm đã mất đi huyết tính, không có Nam Tử Dương Cương chi khí, cái này phu nhân thành chủ bị Giang giật cười một tiếng, toàn thân đều mềm nhũn, không có để ý giang giật trong lời nói tiềm ẩn thâm ý. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nuốt nước miếng một cái, còn lè lưỡi liếm liếm, đưa tay qua đến tại giang giật cường tráng trên ngực sờ mấy cái, cười ha hả nói, người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, chỉ cần ngoan ngoãn, bổn thành chủ nhất định sẽ không bạc đãi người đấy. Giang giật toàn thân run lên, trên tay lần nữa nổi da gà lên, hắn cố nén nôn mửa xúc động, mở miệng nói, đã nhỏ hơn da hầu hạ ngươi, làm sao không giúp ta giải khai cái này gốc cây, mẹ nó, ghim chết ta. Giang giật miệng đầy thô tục, cái này phu nhân không chỉ có không buồn, ngược lại cảm giác có một phong vị khác, các nàng đại lục nam tử đều là thuần dưỡng giang ngựa, giang giật thì là một đầu ngựa hoang, nhà này dưỡng ngựa bất luận đẹp hơn nữa, cũng không có ngựa hoang kích thích ha. Lập tức trên tay nàng sáng lên một đạo bạch quang, bắt lấy gốc cây nhanh chóng cho giang giật giải khai, làm gốc cây hoàn toàn giải khai về sau, nàng đưa tay tự ôm lấy giang giật, mặt mũi tràn đầy đói khát mang theo tiếng thở dốc, nói, người tốt, cục cưng bé nhỏ, nhanh để bổn thành chủ hào hảo chiều mến ngươi. Ba, Giang giật phát hiện nguyên lực có thể tùy ý vận chuyển về sau, trở tay tùy ý một bàn tay lắc tại kia phu nhân trên mặt, đưa nàng thân thể trực tiếp đập bay, trùng điệp đâm vào trên vách tường, nếu không phải cái này phu nhân thực lực không tệ, sợ là muốn bể đầu chảy máu. A, à, phu nhân vừa rồi dục hỏa đốt người, chỉ muốn hoàn hảo sự tình, nào ngờ tới Giang giật đột nhiên tập kích. Tăng thêm Giang giật bản thân cảnh giới tựu đạt đến kim cương cảnh, tốc độ nhanh hơn nàng rất rất nhiều, nàng có thể nào tránh được bỗng chốc bị thẻ mộng, lăn trên mặt đất lạc vài vòng đứng lên lúc, còn một mặt mê mang. Muốn chết, nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, lập tức giận tím mặt, trong tay nguyên lực lấp lánh, một viên chiếc nhẫn màu trắng bên trong quang mang lóe lên, trong tay nàng xuất hiện một cái nguyễn kiếm, trên nguyễn kiếm khí tức dọa người, rõ ràng là thiên khí. Hưu, sang giật thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, cái này tàn ảnh giữa không chung còn biến thành ba cái, phân biệt theo ba cái phương diện hướng phu nhân vào tới, ba cái thân ảnh bên trên ba cái nắm đấm quang mang lấp lánh như bôn lôi hướng phu nhân đập tới. a, à, phu nhân thần du đỉnh phong thực lực, kia thấy rõ ràng giật cái nào là chân thân chỉ có thể lung tung dùng nguyễn kiếm loạn quét trên mặt cũng rốt cuộc xuất hiện một tia ngưng trọng, liền xem như thằng ngu giờ phút này cũng biết giang giật thực lực thâm bất khả chắc. ầm, um, không có nửa điểm ngoài ý muốn, giang giật một quyền đập vào thiếu phụ ngực, còn thuận tay bổ một cái trưởng đao tại cổ tay nàng thượng hạ nàng binh khí. hưu, hắn thân thể lóe lên kia phu nhân vừa mới đâm vào trên tường bắn ngược trở về hắn bàn tay lớn vồ một cái nhẹ nhõm nắm phu nhân cổ đưa nàng nhấn tại trên vách tường toàn bộ thân thể còn huyền không hắn nhìn thấy phu nhân còn muốn động thủ một tay dùng sức bóp đôi mắt lạnh lẽo như băng đằng đằng sát khí quát khẽ nói giống như người muốn chết ta không để tâm tiến người lên đường ta giết người cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau giang giật không có phóng thích sát lục chân ý nhưng hắn giết qua quá nhiều người nhiều lắm tự thân mang theo sát khí cũng rất khủng bố, kia ánh mắt lạnh như băng cũng làm cho cái này phu nhân lạnh từ đầu tới chân, giờ khắc này nàng không có nửa điểm hoài nghi nếu là dám lộn xộn, giang giật tuyệt đối sẽ bóp chết hắn. Đây là một cái giết người không chấp mắt ngoan nhân A. À. Phu nhân cũng là một nhân vật, một lát sau liền tỉnh ngộ tới, mặt mũi tràn đầy xương lạnh gầm thét, tha hương người, bổn thành chủ bất luận ngươi đến từ phương nào, thực lực có bao nhiêu cường đại, tới chúng ta phượng minh đại lục, ngươi là đầu hổ cũng phải nằm sấp, là đầu long cũng phải cuộn lại. Người dám giết bổn thành chủ, người hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta phượng minh đại lục cường giả như mây, đại đế càng là thiên quân cấp bậc cường giả, người không tin tưởng có thể động thủ thử một chút. Suy suy, giang giật không nói gì, chỉ là một cái tay khác động, hóa thành lợi chảo như thiểm điện hướng phu nhân bụng dưới một chảo, trên tay hắn vận chuyển nguyên lực, sở dĩ nhẹ nhõm bắt vào phu nhân trong bụng, một cái lợi chảo đứng tại đan điền bên ngoài, hắn cười lạnh có tin ta hay không tự bóp nát người đan điền. Đừng, đừng phu nhân trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ bất kỳ cái gì võ giả đều sợ nhất đan điền bị hủy cái này sau so giết bọn hắn càng làm cho bọn hắn khó chịu chớ nói chi là cái này phu nhân thực lực đạt đến thần du đỉnh phong một cái thói quen có được cường đại vũ lực thượng vị giả đột nhiên biến thành phế nhân nàng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết giang giật hài lòng nhẹ gật đầu mở miệng yếu ớt nói ngươi có hai con đường có thể chọn đệ nhất dân ra hồn ấn tạm thời thần phục với ta ta cam đoan rời đi phượng minh đại lục sau trả lại ngươi tự do Thứ hai, người đàn điền vỡ tan, ta lại đem tay ngươi cước chặt, gân mạch hủy đi, đầu lưỡi cắt mất, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. TT, tê tê, nghe được Giang giật câu nói kế tiếp, phu nhân hít vào mấy cái hơi lạnh, cả người đều dọa đến sắc mặt tái xanh, đầy đặn thân thể một trận loạn chiến. Giang giật thân thể cao hơn nàng, ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ phu nhân hai đoàn mỹ hảo trên dưới lay động, giống như là hai cái bé thỏ trắng nhảy tới nhảy lui. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trầm tư một trận cắn răng nói, tha hương người, trừ phi người thề, lúc rời đi nhất định phải trả lại bổn thành chủ hồn ấn, nếu không ta cận kề cái chết cũng không làm nô lệ. Ha ha ha, Giang giật cười dài, cái này phu nhân kỳ thật đã làm ra lựa chọn, muốn chết nàng giờ phút này đã sớm tự sát. Sở dĩ hắn đùa cợt cười nói, người ngoại trừ tin tưởng ta, còn có lựa chọn khác sao ta đếm ba tiếng, không dâng ra hồn ấn, ta lập tức bóp nát người đan điền, một, hai. Ta hiến, phu nhân luống cuống, liên thanh quát, nàng nhắm mắt lại, trên đầu rất nhanh sáng lên kim quang, một cái kim quang lóng lánh hồn ấn theo đỉnh đầu nàng bay ra. Giang giật thần thức quét qua xác định là thật hồn ấn, rút ra cắm vào phu nhân bụng dưới tay, một tay một chảo hồn ấn, kia hồn ấn biến mất trong tay hắn, ra linh hồn trong thức hải. ầm um, hắn tiện tay đem phu nhân nhét vào trên giường, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một viên tốt nhất thuốc chữa thương, ném cho nàng nói, trước chữa thương đi, ngươi cũng đừng lo lắng, ta chỉ là đi ngang qua các người phượng minh đại lục, người chỉ cần giúp ta đạt được một vài thứ, ta tự nhiên sẽ rời đi. Phu nhân hồn ấn bị Giang giật thu, đối Giang giật càng thêm sợ hãi, trong lòng cũng không dám lên một tia ngỗ nghịch chi tâm, coi như Giang giật để nàng đi chết cũng sẽ không do dự. Nàng nuốt vào thuốc chữa thương, vén lên áo lót, đưa tay tại trên bụng điểm mấy lần, ngừng chảy ra huyết dịch. Không ngờ nàng áo lót phía dưới lại đều không mặc gì, Giang giật một chút quét tới, nhìn thấy một mảnh thanh thanh bãi cỏ xanh, hắn lập tức rất là lúng đúng mở ra cái khác mặt đi, âm thanh lạnh lùng nói, chữa thương sau lập tức mặc áo bào, như thế bộ dáng, còn thể thống gì. Các loại trợ phu nhân đem thương thế xử lý một phen, còn mặc vào một thân váy về sau, giang giật lúc này mới xoay đầu lại, đại mã kim đao ngồi tại giường ngọc bên trên, quát khẽ nói, người tên là gì người có biết đông hoàng đại lục nhưng có đi đông hoàng đại lục địa đồ. bổn thành chủ, nô ra gọi đào phi, phu nhân thành thành thật thật trả lời một câu, vừa trầm nghĩ một hồi, tiếp tục nói ra, đại nhân, Đông Hoàng Đại Lục Nô Gia ngược lại là nghe nói qua, bất quá Nô Gia thực lực thấp, chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ, nào có tư cách tiếp xúc thế giới bên ngoài càng không có đi Đông Hoàng Đại Lục địa đồ. Giang giật nhẹ gật đầu, trong mắt chợt lóe sáng, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi có biết ai biết Đông Hoàng Đại Lục, ai có thể sẽ có địa đồ. Tự xưng Đào Phi Phu Nhân lần này không do dự, rất nhanh nói ra, ta cái này thành chỉ gọi hoa đào thành, lệ thuộc Thanh Ngư Quận, chúng ta Thanh Ngư Quận Chúa, là Phượng Minh Hoàng Triều 15 vị cường giả trí tôn một trong. Thanh gia trong lịch sử cũng có rất nhiều cường giả xuất hải qua, nghe nói còn có cường giả đi Đông Hoàng Đại Lục mang về rất nhiều bảo vật, đại nhân nếu là có thể cầm xuống thanh ngư quận chúa, hết thảy liền dễ nói. chương 523, Linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Thanh ngư quận chúa 15 vị cường giả trí tôn một trong. Giang giật lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, quận chúa này là cái gì cấp bậc? Đào Phi thành thành thật thật nói ra, hồi đại nhân, 15 vị quận chúa đều là kim cương cảnh bát trọng trở lên thực lực, chúng ta thanh ngư quận chúa, càng là đạt đến kim cương đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thiên quân cảnh. Bất quá nàng là luyện hóa thanh gia lão tổ linh hồn đạo văn mảnh vỡ tu luyện ra, sở dĩ đời này đột phá thiên quân khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp, đương nhiên thanh ngư quận chúa chỉ có 23 tuổi, về sau nếu là đạt được tốt cơ duyên, vẫn là có cơ hội đột phá thiên quân. Kim cương đỉnh phong 23 tuổi, giang giật bị hù dọa, cái này phượng minh đại lục kim cương cường giả khắp nơi trên đất đi rồi sao? Giang Biệt Ly danh xưng Thiên Tinh Đại Lục đệ nhất thiên tài, 23 tuổi lúc còn dừng lại tại Thần Du đỉnh Phong A hắn mặc dù mới 18 tuổi, đã kim cương cảnh vô địch, nhưng này cũng không phải chân thực cảnh giới, là sát lục chân ý cùng quỷ hỏa công lao. Không đúng, hắn tinh tế suy nghĩ một phen, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hỏi thăm về đến, luyện hóa thanh gia lão tổ linh hồn đạo văn mảnh vỡ tu luyện ra đây là ý gì, đạo văn không đều là chính mình cảm ngộ sao? Võ giả nguyên lực đều tốt tu luyện, tư chất nghịch thiên võ giả tu luyện khắc khổ có đế cung loại này tu luyện bảo địa, tại hơn 20 tuổi nguyên lực đạt tới kim cương cảnh, đây cũng không phải là việc khó. Nhưng kim cương cảnh về sau, muốn tăng thực lực lên cùng cảnh giới, đây chính là cần cảm ngộ đạo văn. Thiên địa đạo văn, trình bày chính là thiên địa trí lý, là thiên địa bên trong pháp tắc, áo nghĩa, bản nguyên. Đạo văn này chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Năm đó giang giật để hách lão dạy hắn đạo văn, hách lão đều cự tuyệt, nói thứ này nếu là giáo, rất có thể làm người ta đi vào lạc lối, cả một đời không có cách nào lĩnh hội. Giang giật nghe được một cái mới mẻ từ, luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ đạo văn còn có thể luyện hóa sao đây không phải là có thể đại lượng chế tạo trí cường giả. Đại nhân, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Đào Phi nhìn ra Giang giật nghi hoặc, giải thích nói, linh hồn này đạo văn mảnh vỡ, ngoại trừ chúng ta phượng minh đại lục trí cường giả bên ngoài, người bên ngoài là không có cách nào luyện chế. Đây là chúng ta đại lục trí cường giả, Tại trước khi chết đem chính mình cảm ngộ đạo văn dùng quảng đại thần thông pháp lực ngưng tạo nên mảnh vụn linh hồn, các nàng hậu bối có thể dung hợp mảnh vụn linh hồn trong tham ngộ đạo văn. Bất quá đạo văn này dù sao không phải chính các nàng cảm ngộ ra, là các nàng tiền bối cảm ngộ, cho nên bọn họ về sau tăng lên không gian liền sẽ ít đi rất nhiều. Thì ra là thế. Giang giật hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Tiền bối trước khi chết có thể đem cả đời sở học ngưng tạo mảnh vụn linh hồn lưu cho hậu bối hậu bối căn cứ mảnh vụn linh hồn tìm hiểu đạo văn, dạng này sẽ không đi vào lạc lối. Cảm ngộ cùng lĩnh hội, đừng nhìn tranh lệch một chữ, kia là tranh lệch thiên địa. Cảm ngộ là không có bất kỳ cái gì tham khảo, hoàn toàn bằng vào chính mình đối với thiên địa hiểu rõ đi tìm tòi, tìm kiếm. Mà lĩnh hội có thể máy móc, căn cứ mảnh vụn linh hồn bên trong đạo văn từng bước học tập, lĩnh hội đại thành về sau, đạo văn này tự nhiên là cảm ngộ. Bất quá loại này thường thường đối với đạo văn lý giải không đủ triệt để, cũng không có chân chính cảm giác ngộ thiên chỗ trí lý, học được hình, không có học được bên trong thần. Sở dĩ luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ tăng thực lực lên người, về sau muốn dung hợp đạo văn, đột phá cảnh giới càng cao hơn, khẳng định sẽ rất khó khăn. Người cũng không có hoàn toàn cảm ngộ đạo văn này tinh túy, người lại như thế nào đi đem ba loại đạo văn dung hợp. Giang giật tìm hiểu được bên trong đạo lý, bất quá vẫn như cũ đối với phượng minh đại lục tiên tổ kính nể không giảm. Có được ngưng tạo linh hồn đạo văn mảnh vỡ thần kỹ, các nàng hậu đại không nói tiến bộ, chỉ ít có thể bảo trì các nàng vốn có cảnh giới, có thể làm cho gia tộc thế hệ vĩnh xương, để các nàng gia tộc vĩnh viễn hùng bá Phượng Minh đại lục. Chỉ có cam đoan gia tộc phồn vinh cường đại, mới có thể chiếm lấy vô số tài nguyên, cũng có thể dựa vào những tư nguyên này bồi dưỡng càng nhiều cường giả, nói không chừng con cháu đời sau ra một cái cường giả tuyệt thế, đột phá thiên quân, thậm chí đột phá cảnh giới càng cao hơn đâu. Còn lại 14 trí tôn đều là luyện hóa đạo văn mảnh vỡ còn có ngươi không nói các ngươi đại đế là thiên quân nàng cũng là luyện hóa cái này. Giang giật tiếp tục dò hỏi, giống như đều là luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, cái này cường giả cũng không đủ gây cho sợ hãi. Các nàng coi như mặt ngoài thực lực đạt tới kim cương đỉnh phong, chân thực thực lực nhiều nhất chỉ có kim cương ngũ trọng A đạo văn cũng không hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, lại như thế nào phóng thích huy lực cường đại. Đào Phi nghĩ nghĩ, trả lời, có rất nhiều, có không phải. 15 đại gia tộc, nếu có con em có thể tự hành đột phá, khẳng định liền sẽ không vận dụng linh hồn đạo văn mảnh vỡ, không phải là bất đắc dĩ các nàng mới có thể để con em nhà mình luyện hóa, cái này mảnh vỡ rất khó ngưng tạo, cũng có khả năng ngưng tạo thất bại, dùng một mảnh thiếu một phiến. Còn như, chúng ta đại đế, đào phi ánh mắt lộ ra một tia mơ hồ, khẽ lắc đầu nói, đại đế tại ba năm trước đây kế thừa đế vị, nghe nói sớm đạt đến thiên quân cảnh, bất quá ngoại trừ 15 vị trí tôn, không ai thấy qua nàng. Chỉ là có cái lời đồn đại, giống như đại đế niên kỷ cũng không lớn, cũng chỉ có 20 tuổi đi. Ngoá, Giang giật đôi mắt co rụt lại, 20 tuổi đạt tới thiên quân cảnh nếu như là dựa vào tự thân trên việc tu luyện đi, Giang giật có thể đi mua một khối đậu hũ đụng chết. Ừm, tạm mặc kệ cái này đại đế, ta chỉ cần đạt được đi đông hoàng đại lục địa đồ là được. Trước hết nghĩ biện pháp cầm xuống thanh ngư quận chúa đi. Giang giật âm thầm suy tư. Một lát nói ra, thanh ngư quận thành ở phương nào thành nội có bao nhiêu cường giả thanh ngư quận chúa nhưng có đặc biệt lợi hại thần thông. Thanh Ngư Thành tại phía đông, chạy tới muốn 4 ngày, Thanh gia có kim cương cảnh năm người, trong đó kim cương đỉnh phong ngũ trọng hai người, thần du đại quân 10 vạn, quân đội trăm vạn. Chúng ta quận chúa thành danh thần thông là mê hồn thuật, còn lại cường đại thần thông cũng không biết. Đào Phi giao ra hồn ấn, đối giang giật cũng coi như khăng khăng một mực, không dám có nửa điểm giấu giếm. Nhiều cường giả như vậy, giang giật lại là giật mình, xem ra yêu hậu cùng độc cô cửu nói không sai, thiên tinh đại lục quá nhỏ quá nhỏ, cái này phượng minh đại lục tùy ý một cái quận thành cường giả, liền có thể so thiên tinh đại lục một phần ba. Thiên tinh đại lục đã như vậy chi nhỏ, kia vì sao thế giới này gọi thiên tinh giới chẳng lẽ thiên tinh đại lục là theo thiên tinh đường phố lấy tên. Giang giật trong đầu một nỗi nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lại dò hỏi, mê hồn thuật làm sao cái mê hồn pháp chẳng lẽ đây là công kích linh hồn thần thông. Cũng không phải, cũng không phải. Đào Phi giải thích nói, thanh gia lão tổ cảm ngộ liền là thiên địa đạo văn một trong linh hồn đạo văn, sở dĩ cái này mê hồn thuật không phải thần thông mà là đạo văn công kích đạo văn này rất khủng bố có thể trong lúc vô hình phóng thích vô luận nam nữ đều có thể chúng chiêu chúng chiêu người linh hồn lâm vào ngây ngô trạng thái chết như thế nào cũng không biết tốt ta đã biết giang giật nhẹ gật đầu vung tay lên nói đào phi người đi trước chữa thương chờ ngươi thương thế khôi phục mang ta đi thanh ngư thành chờ ta được đến đi đông hoàng đại lục địa đồ ta tự nhiên sẽ thả ngươi đào phi biến sắc hoảng sợ nói ra, ta nuôi lớn người đi cái này nếu là cho quận chúa biết rõ, sau đó ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. Giang giật trên mặt lộ ra tà mị nụ cười, thản nhiên nói, người còn có lựa chọn khác sao? chương 524, Mỹ Nhân, Đào Phi không có lựa chọn khác, nàng không nghe lời sẽ lập tức chết, mang Giang giật đi thanh ngư thành, nàng còn có cơ hội không chết, nàng chọn lọc tự nhiên cái sau. Đào Phi cùng Giang giật tại trong tầm cung chờ đợi 3 ngày, bởi vì Đào Phi có tổn thương, sở dĩ hai người đều không dám ra ngoài. Giang giật một viên cổ thần nguyên trong nhẫn đều là lương khô, ngược lại là không lo ăn uống, duy nhất để hắn có chút lúng túng là hai người cũng nên đại tiểu tiện a mặc dù trong tầm cung có cái bô, nhưng vẫn là để Giang giật rất là phiền muộn, nhất là Đào Phi thỉnh thoảng đi tiểu lúc, kia dòng nước rầm rầm thanh âm, để hắn tà hỏa không ngừng đi lên bốc lên. Giang giật 18, cùng tô như tuyết cùng một chỗ, nên xem, nên sờ, đổi thân địa phương đều nhìn qua sờ qua hôn qua nhưng chính là không có thực chiến qua. Nếu như là bình thường tình huống hắn ngược lại là có thể ẩn nhẫn, mỗi lần nghe được kia rầm rầm thanh âm, trong đầu đều sẽ không tự chủ được hiển hiện một chút hình tượng. Cũng may hắn thấy qua mỹ nữ nhiều lắm, cái này đào phi dáng điệu không tệ, so với tô như tuyết giang tiểu nô vẫn là chênh lệch một cái cấp bậc, hắn cũng miễn cưỡng có thể khắc chế. Ba ngày sau, đào phi thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, giang giật có thượng đẳng thuốc chữa thương, đào phi mặc dù bụng dưới bị phá ra, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói chỉ là bị thương ngoài ra, không có thương cân động cốt, sở dĩ rất tốt nhanh. Ông, tầm cung cấm chế mở ra, đào phi thay đổi một thân màu hồng đào váy xòe xả cao khí ngang đi ra ngoài, giang giật thành thành thật thật cúi đầu đi theo, phía ngoài hai tên thị nữ nhìn chằm chằm giang giật mãnh liệt xem, nhìn thấy hắn đi đường thế mà bốn bể yên tĩnh, không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ. Các nàng phi thường tinh tường đào phi phương diện kia dục vọng mạnh đến mức nào, giang giật bị nàng đùa bỡn ba ngày, thế mà đi đường còn có thể như thế ổn, cũng coi là như nhân. Phải biết trước kia nam nhân, mỗi lần ra thế nhưng là cùng như chó chết, hữu khí vô lực. Chuẩn bị xe, bổn thành chủ muốn đi thanh ngư thành gặp mặt quận chúa. Đào Phi vung tay lên, hai tên thị nữ lập tức ra ngoài an bài, phía ngoài nữ hộ vệ lại nhìn chằm chằm giang giật mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Tại các nàng xem đến, Đào Phi đem giang giật chơi mấy ngày cảm thấy không tệ, chuẩn bị hiến cho thanh ngư quận chúa chơi, các nàng tự nhiên cũng liền không có cơ hội âu yếm. Xe ngựa rất xa hoa, ân phải gọi phi liến càng thêm xác thực. Đây là một cố cùng loại cổ thần chiến xa như thế hào hoa phi liến, phía trước có hai cái kỳ dị yêu thú rất mang, hai cái yêu thú đều là tam gia yêu thú, tướng mạo giống như hưu, có hai cánh, toàn thân có màu đen lông dài, rất là xinh đẹp. Giang giật đi theo đào phi tiến vào phi liến, hai thất yêu thú chạy lấy đả mấy bước, rất mau dẫn lấy phi liến đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Vừa lên không chung, Giang giật vừa rồi loại kia hai mắt vô thần, sợ hãi rụt rè dáng vẻ tiểu biến mất, rất đại gia nằm tại phi liến bên trên giường nằm bên trên, đào phi hiểu chuyện quỳ gối một bên, cho hắn xoa chân đấm lưng. Phi liến tốc độ không tính quá nhanh, cùng đào một thú không sai biệt lắm, giang giật mặc dù có chút ghét bỏ tốc độ quá chậm, bất quá cũng không dám gọi ra nhai tí thú, chỉ có thể hơi hít mắt lại nghỉ ngơi. Trên đường đi bình an vô sự, phượng minh đại lục chỉ an coi như không tệ, nửa đường cũng không có đạo phỉ chặn giết loại hình cũng không có tao ngộ yêu thú dị thú, Giang giật tại phi liến bên trên ngủ một ngày, tìm hiểu hai thiên vô thuật, thanh ngư thành chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn lĩnh hội vô thuật vẫn là phần diệt thương không cùng phân thân thiên vạn hai loại vô thuật. Hai loại vô thuật hắn mới vừa vận nhập môn không bao lâu, muốn đại thành còn sớm vô cùng, tỉ như hắn phân thân thiên vạn vô thuật còn chỉ có thể phân thân 10 cái, phân thân thiên vạn còn xa không thể chạm. Đương nhiên, cái này 10 cái phân thân hắn có thể tùy ý khống chế phân biệt đi lại, cũng không phải là loại kia không thể động phân thân. Đại nhân! phía trước liền là thanh ngư thành đào phi thanh âm đem giang giật theo trong tu luyện bừng tỉnh hắn xuyên thấu qua phi liễn trước rèm châu hướng phía trước nhìn lại xem xét phía dưới âm thầm vật đầu tốt một tòa hùng vĩ thành trì cái này thành trì so thiên tinh thành còn muốn đại thành trì đều là màu xanh tảng đá lớn kiến trúc mà thành tường thành cao tới 20 mươi trượng người đứng ở thành trì phía dưới lại có một loại nhỏ bé cảm giác khoan hậu trên tường thành ba bước một tốp đứng thẳng vô số quân sĩ những ngày quân sĩ không có gì bất ngờ xảy ra đều là nữ tử, từng cái tư thế hiên ngang, giang giật tùy ý một cảm ứng đều có thể phát hiện trên tường thành thần du võ giả ít nhất có gần trăm người. Thanh Ngư Thành, Phượng Minh Đại Lục 15 đại siêu cấp gia tộc một trong, thanh gia địa bàn. Loại gia tộc này nội tình cường hoành vô cùng, mặc dù không có thiên quân cường giả, nhưng giang giật không thể không treo lên hoàn toàn tinh thần. Vạn nhất đối phương cường giả có quỷ dị thần thông, nói không chừng hắn làm sao chúng chiêu cũng không biết, một cái không tốt liền muốn chiết kích trầm xa ở đây. Giang giật con người lóe lên, ngưng âm thanh bàn giao nói, đừng kêu đại nhân, theo bắt đầu, ta chỉ là người Tân Thu Nam Sùng, người muốn đem ta hiến cho thanh ngư đại nhân. Hiểu, hắn nhất định phải binh không huyết nhận cầm xuống thanh ngư quận chúa, đạt được địa đồ sau lập tức cao chạy xa bay. Nếu không một khi kinh động đến cái này đại lục thiên quân đại đế, hắn tự mọc cánh khó thoát, lần này vận khí cũng sẽ không tốt như vậy, có thiếu nữ tóc tím tương trợ. Ừm. Đào Phi cũng biết nặng nhẹ, nàng cũng không thể lộ ra nửa điểm sơ hở, nếu không sau đó truy cứu xuống tới, coi như Giang giật cầm xuống thanh ngư quận chúa nàng cũng phải chết. Nàng chỉ có nói phát hiện một cái không tệ nam sủng, không dám chính mình hưởng dụng, chuyên tới để hiến cho quận chúa. Hưu, tại Giang giật hai người sẽ tới gần tường thành lúc, phía dưới bay lên mấy chục chiếc phi liễn, thấy là Đào Phi phi liễn sau ngược lại là không có công kích. Một tên người mặc tướng quân chiến giáp nữ tướng quân chắp tay nói, thế nhưng là đào thành chủ cho tướng quân tốt đào phi đi ra phi liễn bên ngoài mỉm cười chắp tay nói quận chúa nhưng tại trong thành ta có chuyện quan trọng gặp mặt quận chúa tại hạnh bên trong vườn đào thành chủ chính mình đi qua đi nữ tướng quân cùng đào phi hẳn là nhận biết không có để ý vung tay lên mang theo thủ hạ bay xuống đi đào phi trở về phi liễn bên trong khống chế phi liễn hướng thành nội bay đi giang giật vụng trộm dò xét phía dưới thành trì cũng coi là mở rộng tầm mắt cái này thành trì nhân khẩu ít nhất có ngàn vạn lầu các phòng ốc san sát, trên đường xe ngựa thủy long, vô cùng náo nhiệt. Cái này thành trì cùng đào phi thành trì đồng dạng, nam tử đều là phụ thuộc, nữ tử vi tôn, thậm chí còn có nữ tử trên đường dùng xích sắt sát chó chuồn mất lấy nhà nàng nam nhân, nam nhân kia chỉ mặc một cái ngắn ngủi quần lót, lộ ra hai bên, một mặt ngượng ngùng. Không chung cũng thỉnh thoảng có phi liến vạch phá bầu trời, rất rõ ràng cái này phi liến cũng không phải người người có thể cưới, không có địa vị khá cao địa vị quả quyết không có tư cách phi hành trên không chung một đường hướng thành bắc khu bay đi giang giật ánh mắt rất nhanh bị một mảnh hạnh hoa lâm hấp dẫn mảnh này hạnh hoa lâm rất lớn trong thành có được lớn như thế một mảnh địa bàn còn cần đến trồng hạnh hoa cái này hạnh hoa viên người ở khẳng định thân phận không thấp vừa rồi vị kia nữ tướng quân cũng đã nói thanh ngư quận chúa ngay tại cái này phi liến chậm rãi hướng hạnh hoa viên ngoại đất trống chạy tới bên ngoài viện có hộ vệ thủ vệ dẫn đầu còn là một vị thần du đỉnh phong hơn 30 tuổi phong vận vẫn còn Nàng ánh mắt quét qua Đào Phi không có quá nhiều để ý, bất quá tại giang giật vừa xuất hiện về sau, đôi mắt ngược lại là sáng lên, cười nói, Đào Phi, người ở đâu tìm tới tốt như vậy mặt hàng rất cường tráng a, à, còn có chút giã tính. Đào Phi đưa tới một cái dâm tà nụ cười, chắp tay nói, Phi tướng quân, người cũng đừng động ý đồ xấu, tiểu yêu tinh này ta vừa mới thu vào tay, chính mình cũng không có cam lòng đùa, chuẩn bị hiến cho quận chúa, thỉnh cầu thông báo một chút. Nữ tướng quân không dám động ý đồ xấu, ánh mắt tại giang giật trên thân đảo qua, tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi, giang giật nội tâm chỉ muốn chửi thề, mặt ngoài lại chỉ có thể giả bộ như sợ hãi dáng vẻ. Nữ tướng quân đi vào thông báo về sau, rất mau ra tới, trầm giọng nói, đào phi đi vào đi, bất quá trước tiên ở lệch sảnh chờ, quận chúa ngay tại chiêu đãi quý khách đâu. Tại một gã hộ vệ dẫn đầu dưới, đào phi lắc lắc cái mông đầy đặn cùng giang giật hướng bên trong đi đến, xuyên qua một mảnh hạnh hoa lâm. Phía trước mười mấy cái lầu các vây quanh một cái hồ nhỏ theo nước xây lên, cảnh sắc yêu mỹ như tiên cảnh. Hộ về kia vốn chuẩn bị đem Đào Phi cùng Giang giật mang vào một cái lầu các chờ, vừa mới đi đến bên ngoài lúc, cách đó không xa một cái cự đại trong lầu các mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà ra, Giang giật nhìn lướt qua đi qua, khóa chặt ở giữa cái kia tuổi trẻ nữ tử, lập tức hai con người sáng lên. Tốt một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, chương 525, chân Long, mỹ nhân tuổi tròn đôi mươi, người mặc một bộ váy trắng, da trắng như tuyết, dáng người cao gầy lại không hiện mảnh mai, eo nhỏ ngực cao, hình thành một loại cực mạnh đánh vào thị giác, mặt nàng là hình trứng ngỗng, ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng phối hợp lại cực kỳ cân đối, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trọng yếu nhất chính là khí chất của nàng. Giang giật tại Phượng Minh Đại Lục thấy qua nữ tử đều là tư thế hiên ngang, nữ cường nhân bộ dáng, đây là Phượng Minh Đại Lục tập tục chỗ hướng, nữ tử vi tôn, sở dĩ gần như tất cả nữ tử đều phong mang tất lộ, thiếu khuyết nữ tử ôn nhu. Nhưng nữ tử này khí chất, lại có một loại sở sở động lòng người phong vật, tăng thêm nàng dung mạo mỹ lệ, đứng tại một đám nữ tử bên trong cho người cảm giác, tựa như một cái phượng hoàng đứng tại một đám tạp mau gà bên trong, giang giật đều hoàn toàn không thấy những người còn lại tồn tại. Tham kiến quận chúa, đào phi xem xét, vội vàng sửa sang lại y phục kho người hành lễ, thái độ cung kính tới cực điểm. Giang giật cũng trong mắt chợt lóe sáng, trong đầu ý niệm tỏa ra, thanh ngư quận chúa cư nhiên như thế mỹ mạo, vạn nhất đợi lát nữa nàng muốn chơi, mình rốt cuộc muốn hay không phản kháng đâu. Thật can đảm, nào biết thanh ngư quận chúa trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân một cỗ khí thức cường đại dâng lên, sát khí nghiêm nghị khóa chặt giang giật nói, đào phi, người thế mà mang cái gian tế vào đây người tới, bắt lại cho ta cái này gian tế. Chanh chanh, thanh ngư quận chúa bên người hai cường giả binh khí trong tay lập tức xuất khiếu, hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng giang giật đánh tới. Một người trong đó khí thế rất mạnh, rõ ràng là kim cương cường giả, làm sao bây giờ là chiến là hàng. Giang giật trong đầu nhanh chóng vận chuyển, giống như chiến, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết tất cả mọi người, lập tức nghênh ngang rời đi, xuất hải bỏ chạy, coi như phượng minh đại lục thiên quân muốn đuổi theo giết hắn, cũng có chút khó khăn. Chỉ là một khi khai chiến, thế tất sẽ khiến cực lớn oanh động, hắn căn bản không có cách nào chém giết toàn thành người. Hắn cũng chỉ có thể rời đi phượng minh đại lục, rốt cuộc không có, có cơ hội lấy được địa đồ, được biết đông hoàng đại lục cùng phụ cận hải vực tình báo đánh cược một lần, kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang giật quyết định lại liều một lần, phản ứng chỉ cần hắn không chết, tùy thời có thể phóng thích sát lục chân ý chân áp tất cả mọi người, thong dong đào tẩu. Hưu, hai thân ảnh nhanh chóng hiện lên đến, Giang giật đan điền tinh thần nguyên lực từ đầu đến cuối không dám vận chuyển, trên thân cũng không có tiết ra ngoài một tia khí tức, tại hai thanh kiếm đâm lúc đến, hắn chỉ có thể giả bộ như kinh hoàng lui lại, trơ mắt nhìn hai thanh kiếm hướng ngược đâm tới. Lưu tính mạng hắn, ngay tại trường kiếm sẽ đâm chết giang giật thời điểm, thanh ngư quận chúa đột nhiên lên tiếng nói. Kia hai thanh trưởng kiếm nhất chọn gác ở giang giật trên cổ, trên thân kiếm nguyên lực quang mang lấp lánh, rét lạnh khí tức để giang giật hoảng sợ không thôi, đương nhiên. Đây là ngụy trang, quỳ xuống, bên trái một vị hơn 40 tuổi trung niên nữ tử lạnh giọng quát, người này là kim cương cường giả, bất quá chỉ có kim cương nhất nhị trọng thực lực tả hiếu, xem tình huống là tự mình tu luyện đi lên. Giang giật biến sắc, bị người dùng đao gác ở trên cổ, bị người đánh một trận, hắn đều có thể nhẫn. Nhưng muốn hắn quỳ xuống, đây chính là so giết hắn còn muốn khó khăn, sở dĩ hắn hở hững hướng mọi người quét qua, lạnh lùng cười nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu, muốn ta thương lang quỳ xuống, cận kề cái chết. Giang giật thanh âm không tính quá lớn, nhưng câu nói này lại như như sấm sét nổ lên tại mọi người trong đầu. Phượng Minh Đại Lục Nam Nhân, một mực là nữ nhân phụ thuộc, vài vạn năm đến nam nhân một mực bị nô dịch, bị khi nhục, bị nữ nhân sinh tử cho đoạt, sớm đã không còn nam tử huyết tính và dương cương. Sở dĩ phượng minh đại lục nữ tử từ nhỏ đã rất tự cường, cũng trong lòng xem thường nam nhân, chỉ đem nam tử xem như sinh sôi, đùa bớn, khi nhục đối tượng. Nhưng bất luận như thế nào, nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân, nam nhân thuần dương, đại biểu lực lượng bá đạo hùng hình. Nữ thuần âm, đại biểu âm nhu tốt đẹp nội thú. Bất luận một nữ tử lại cường đại, thân thể cùng nội tâm đều cường đại, nhưng nàng vẫn là một nữ tử, linh hồn chỗ sâu nhất khát vọng đạt được biến thành một cái tiểu nữ nhân, đứng tại một cái càng thêm cường đại nam nhân sau lưng, hưởng thụ bị nam nhân che chở bị người chiều mến cảm giác. Phượng Minh đại lục loại này tập tục, cũng không phải một mực như thế, là có lịch sử nguyên nhân. Mấy vạn năm trước, Phượng Minh đại lục bị dị tộc xâm lấn, kém chút bị diệt thế, lúc ấy tất cả mọi người tuyệt vọng, rất nhiều nam nhân bỏ rơi vợ con chạy trốn, tự liền ngay lúc đó nhất cường đại đế đô thoát đi đại lục những cái kia lưu lại các nữ nhân chỉ có thể thảm tao vò hành hạ, chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản dị tộc, bảo vệ mình hài tử cùng gia viên. Về sau nữ tử trong quân đoàn, xuất hiện một cái kỳ nữ, tại ngắn ngủi thời gian một năm, lại theo kim cương cảnh ngũ trọng một đường đột phá, đạt đến thiên quân cảnh. Nàng dẫn đầu nữ tử quân đoàn dục huyết phấn chiến 3 năm, rốt cục đem dị tộc đuổi ra khỏi đại lục, mà cái này kỳ nữ nam nhân lúc ấy cũng chạy trốn. Cho nên nàng rất tức giận, hạ lệnh đem tất cả nam nhân đánh vào thiên lao, đem nàng nữ tử quân đoàn các tướng quân phân công xuống dưới, trở thành các thành trì thành chủ, chúa tể một phương. Tại cô gái này đại đế ảnh hưởng dưới, toàn bộ đại lục nữ nhân bắt đầu tự cường, đã tại thời điểm khó khăn nhất, nam nhân không đáng tin cậy, bọn hắn còn muốn nam nhân làm gì không bằng không ngừng vươn lên, đem nam nhân dẫm lên tại dưới chân. Vài vạn năm đến, phượng minh đại lục nữ nhân càng đến càng mạnh, nam tử đã trải qua vài vạn năm diễn hóa, trở nên càng ngày càng cỗ nô tính. Lúc ấy nữ đại đế hạ đạt một cái mệnh lệnh, nam nhân không cho phép lại tập võ, phát hiện giết chết bất luận tội. Chậm rãi, nam tử bởi vì không thể tập võ, thể chất cũng tự nhiên yếu đi, cuối cùng cũng liền biến thành loại tình huống này. Cái này đại lục nam nhân trong khung đều có một loại nô tính, coi như đặc biệt sáng chói nam tử, nhìn rất là cường tráng dương cương uy vũ, cũng chỉ có hình, không có thần. Nhưng giang giật khác biệt, giang giật là một cái rất bình thường nam nhân, vẫn là một cái rất nam nhân ưu tú, có thể đứng ở thiên tinh đại lục chi đỉnh nam nhân như thế nào lại bình thường hắn giết quá nhiều người, trên thân tự mang một cỗ sát khí, một cỗ mãnh liệt nam tử bá đạo khí tức. Nếu như nói thanh ngư quận chúa là một đám gà mái bên trong phượng hoàng, giang giật cùng toàn bộ phượng minh đại lục nam tử so sánh, cái kia chính là mãng xà cùng chân long khác biệt. Vương bá chi khí thứ này rất mơ hồ, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Đây là một loại trải qua vô số sự tình, dưỡng thành đặc biệt khí chất. Tỷ như đọc sách thêm nam tử, lại có một cỗ thư quyền khí, kinh thương nam tử lại có một cỗ thương nhân khôn khéo khí, thường xuyên ra lệnh người tự nhiên sẽ có thượng vị giả bá khí, giết người nhiều tự nhiên là có sát khí. Giang giật một tiếng này quát lạnh, đem toàn trường nữ tử đều gây kinh hãi, tự liền kia thanh ngư quận chúa trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạ, bên người nàng một tên tiểu thị nữ càng là đầy mắt tinh tinh. Suy suy, bất quá một giây sau, thanh ngư quận chúa mặt ngọc phát lạnh, thân thể hóa thành một đạo phù quang hướng giang giật phóng đi, một đôi mắt đẹp bên trong đều là sát khí, trên ngọc thủ quang mang lấp lánh khí tức dọa người, đối giang giật đầu vỗ xuống, đồng thời quát lớn, đã ngươi không sợ chết, bản quận chúa liền thành toàn ngươi. Mười trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng, cái kia tuyết trắng tay nhỏ không ngừng tại giang giật trong đôi mắt phóng đại, nhưng hắn trên mặt nhưng không có nửa điểm biến sắc, ngược lại tại tay nhỏ sẽ vỗ chúng hắn lúc, hắn nhắm mắt lại, một mặt thấy chết không sờn khí khái. Đương nhiên, kỳ thật hắn đã đang âm thầm chuẩn bị, giống như một trưởng này dám vỗ xuống đến, hắn hội trước tiên phóng thích sát lục chân ý, chân áp thanh ngư quận chúa, đại khai sát giới. ba Thanh ngư quận chúa ngọc thủ đập vào giang giật trên đầu, chỉ là tại tối hậu quan đầu nàng thu hồi nguyên lực, sở dĩ chỉ là đem giang giật đánh bay ra ngoài, nàng hướng giang giật lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay người hướng bên trong đi đến, tại cửa ra vào rừng một chút, nói khẽ đem cái này gian tế mang vào, bản quận chúa tự mình khảo vấn. Phía ngoài chúng nữ con lướt nhìn nhau, đều lộ ra mập mờ nụ cười, các nàng vị này không tốt nam sắc băng sơn quận chúa rốt cuộc động tâm sao